Đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng. New York từ 8:30 đến 10:30 sáng. Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng. Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney từ 10:30 tối đến 1:30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay, thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022. Chủ đề ngày hôm nay, thời gian và nhận thức, do Thượng Tọa Giác Cẳng biên soạn và điều họp. Chúng con mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Đánh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay, tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022. Chủ đề: thời gian và nhận thức. Giữa cuộc vần xoay xuân hạ thu đông, xuân lại đến, thời gian là thực hay là ảo? Có chăng sự thể ngoài thời? Phải chăng mỗi người có thái độ khác nhau về quá khứ, hiện tại, tương lai? Khái niệm nhanh và chậm, thời gian, kiếp nhân sinh và tuệ quán. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp chương trình học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Mít Đến Sư. Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thứ vị hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2021, là ngày cuối cùng của năm dương lịch. Ngày mai này chúng ta sẽ bắt đầu bước sang năm 2022. Nói theo quy ước của con người thì lời nói đó hoàn toàn không có sai. Đúng là ngày hôm nay là ngày cuối năm, và ngày mai là ngày bắt đầu năm mới. Ngay cả truyền chánh hay là một số sự việc khác thì điều này cũng rất là quan trọng. Nhưng mà rồi
Thưa quý vị, cũng đối với một số người, một ngày mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, hết ngày tới đêm, thì cho dù đó là ngày 31 tháng 12 hay là một ngày tháng giêng, thì thật sự nó không có gì mới và cũng không có gì cũ. Chúng tôi nhớ rằng đã từng đọc một câu chuyện về một người lên rừng gặp một vị tu sĩ sống ở trong rừng. Và vị tu sĩ trong lúc nói chuyện đã hỏi rằng hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, thì người lên rừng mới cho biết. Chính xác như vậy thì vị tu sĩ gật đầu. Và người ở dưới làng mới hỏi vị tu sĩ rằng ngày sống ở đây mà không biết về ngày tháng năm thì điều đó có ảnh hưởng gì không? Thì vị này nói rằng tôi chỉ nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn, còn ngày tháng năm ở đây đối với tôi thì không có gì quan trọng. Thì thưa quý vị, có những điều trong cuộc sống mà chúng ta nghe như là quy ước, nhưng mà nó lại rất là quan trọng. Có những thứ mà chúng ta nghĩ rằng rất quan trọng, nhưng mà ở bên ngoài thì xem nhẹ. Chúng tôi lấy một ví dụ là ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi mà hai tòa tháp đôi của thành phố New York bị khủng bố tấn công, có hơn 3.000 người tử vong. Con số 3.000 người chết trong một ngày chấn động tâm can của người Mỹ, làm cho nhiều người kinh hoàng, hốt hoảng, vì không ngờ rằng ở tại Mỹ mà trong một thời đại bây giờ với một cái hệ thống quốc phòng nhiều tiền lắm của mà lại có thể xảy ra câu chuyện là 3.000 dân Mỹ bị thiệt mạng trong một ngày. Vậy chúng tôi nhớ rằng khi mà đại dịch mới vừa xảy ra, thành phố Houston có người chết đầu tiên vì Covid. Ở trên tờ báo Houston Chronicle và các đài đã chạy những tin rất là dài. Bây giờ thưa quý vị, ở tại Mỹ có những ngày có 2.000 người chết, có ngày 1.500 người chết. Và nếu chúng ta tính trung bình thì khoảng 2 ngày thì cái số người bị chết vì Covid bằng cái số người chết ở trong cái biến cố September 11. Nhưng mà tình cảm của con người bây giờ thì nó lại vững dưng hơn. Không phải vì chúng ta không sợ chết, nhưng mà vì chúng ta quá quen thuộc. Và cái gì nó quá quen thuộc thì thưa quý vị, nó khiến cho chúng ta có một cảm xúc khác. Phải nhìn nhận rằng thời gian nó có một dấu ấn, nó có một ảnh hưởng, và nó có cái tác động đặc biệt đối với tâm thức của chúng ta. Bởi vì chúng ta nghe nói rằng thời gian là liều thuốc tiên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính thời gian đi qua, nó làm lành đi những vết thương lòng. Thời gian đi qua, nó sẽ làm thay đổi tất cả. Có những đế quốc, có những cái chủ nghĩa rất là hùng mạnh, cai trị thế giới. Nhưng mà tất cả đều bị nghiền nát với bánh xe của thời gian. Người Tây nói, khi mà họ minh họa về giáo lý duyên khởi, thì họ vẽ một hình con quỷ vô thường. Con quỷ vô thường đó với nanh, với vuốt, với móng ôm chặt lấy cả thế giới này, với một sự vận hành tồn tại của 12 nhân duyên.
Tại sao là quỷ vô thường? Tại vì người Tây Tạng nói rằng thời gian và sự thay đổi đã tàn phá tất cả. Dù đó là đời sống của một người, dù đó là sự thịnh suy của một quốc gia, dù đó là đến đi của một thời đại, ngay cả một cái tinh cầu, một thái dương hệ, một thiên hà, tất cả đều bị nghiền nát bởi thời gian. Thật ra thì gì? Khi mà tiễn đưa năm cũ 2021, bước qua 2022, chúng ta có rất nhiều đề tài để bàn luận về thời gian. Đây là một đề tài mà chúng ta có thể nhìn với rất nhiều cái góc cạnh khác nhau. Khoan nói đến những chuyện về tôn giáo, về triết học, chúng ta chỉ nói trong cái văn hóa mà rất là bình thường của đời sống con người. Mỗi năm về thì người ta mừng tuổi. Và người ta không biết là mình thêm tuổi là mình nên mừng hay nên buồn. Mặc dù trong chúng tôi có chữ mừng tuổi, mừng tuổi ông bà chẳng hạn, mà thật sự cũng rất là đáng mừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có thêm tuổi tức là chứng tỏ là mình có thêm tuổi thọ. Thọ mạng là một trong những phước báo. Đức Phật này dạy rằng có sanh được làm người khó duy trì thọ mạng lâu dài. Và một trong những phước mà con người có thực là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ, thì sống lâu cũng là điều quý. Nhưng mà sư quý vị, thời gian không phải chỉ đánh dấu chúng ta sự sống lâu, mà nó còn có một thứ là nó nói lên sự lão hóa của chúng ta. Chúng tôi sinh năm Quý Mão 1963. Năm nay thưa quý vị là năm Nhâm Dần. Ở trong cái chu kỳ đó là năm tới, cái Tết tới, Tết 2023 đó, là Quý Mão đó, thì chúng tôi được 61 tuổi, tức là một cái chu cầu nghỉ đáo trở lại. Nhưng mà năm Nhâm Dần được xem như là trọn có một chu kỳ, nghĩa là tính theo tuổi ta thì năm nay chúng tôi đúng 60 tuổi. Và bất chợt có một người hỏi chúng tôi một câu mà chúng tôi cũng hơi bất ngờ. Hỏi sư, trong mùa đại dịch như vậy, năm tới năm 2022 sẽ được 60 tuổi thì sẽ làm gì với đại thọ? Lần đầu tiên trong đời chúng tôi nghe đến cái chữ đại thọ của bản thân mình, sống 60 năm, 60 tuổi. Chúng tôi chỉ cười, nhưng mà quý vị, thật ra xuyên suốt cuộc đời sống của chúng tôi đó, thì thường thường đó, chúng tôi được xem là một người trẻ. Hồi nhỏ ở Việt Nam, chúng tôi đi dạy Phật Pháp ở Sài Gòn thì chúng tôi là một vị giảng sư trẻ nhất. Sau này ra ngoài chúng tôi làm trụ trì năm 21 tuổi thì chúng tôi cũng xem là vị trụ trì trẻ nhất. Và chính là việc theo giáo hội giữ những cái chức vụ thì chúng tôi cũng là xem như là những vị là vị tổng trụ trưởng giữ chức vụ trẻ nhất. Thấy cái chữ mà trẻ nhất á, nó luôn luôn gắn liền với mình. Ít bao giờ mình nghĩ đến ồ, mình đến cái tuổi già 60 tuổi nhưng mà chúng ta không dừng lại được. Chúng ta đâu có dừng lại được. Thời gian luôn luôn đi tới. Và chúng ta thích hay không thích, chúng ta có đồng ý hay không đồng ý, thì thời gian vẫn đi tới. Và khi thời gian đi qua thì thứ gì nó cuốn phăng tất cả. Cuốn phăng tất cả. Nhưng mà chúng ta có nhiều cách nhìn về thời gian lắm. Nhưng mà phải nói rằng cái nhìn đối với thời gian, nhận thức đối với thời gian, đó là một đề tài rất là tế nhị trong Phật học. Và thứ gì chẳng những vậy mà ở trong Phật Pháp, nhất là trong Thắng Pháp, không phải chỉ nói đến quá khứ,
hiện tại, tương lai, mà còn nói đến cái pháp gọi là ngoại thời. Pháp ngoại thời. Và cái chữ đúng thời á, nó cũng là một chữ rất là thú vị trong Phật học, như là nghe pháp đúng thời, đàm luận pháp đúng thời, hay là làm việc phải thời, hay hoặc giả là ở trong Pháp Quan Trai Giới, trong giới luật có chữ gọi là ăn phi thời. Như vậy thì không phải thời gian là không có ý nghĩa trong Phật pháp đâu. Nó có rất nhiều khía cạnh, nó có nhiều góc cạnh khác nhau để chúng ta nhìn. Như vậy hôm nay thưa quý vị là ngày cuối cùng của năm 2021. Ngày mai này chúng ta sẽ có chương trình sinh hoạt ở trong năm mới 2022. Nhưng tính đến năm cũ, chúng tôi muốn dành thời giờ để cùng với tất cả chư tăng nhìn lại cái ý niệm về thời gian qua cái nhìn của Phật học. Thì bây giờ xin được mở đầu trong buổi đàm luận ngày hôm nay với Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Rất là hoan hỷ là giờ này có Thượng Tọa Pháp Tân vào. Thì tôi tự quyền thời gian là thực hay là ảo? Thời gian là quý ước. Thời gian là quý ước của con người như là định đặt cách như người thế hại. Nhưng mà ở trong luật thì cũng có nói đến như là ăn phi thời, hay nói pháp đúng thời, nghe pháp đúng thời, như vậy thời gian là thực hay ảo? Thời gian là thực hay ảo? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Anh biết chúng tôi nghe đó. Thì cảm ơn vì chúng tôi mới lấy đến Đức Phật giáo pháp của chúng tăng cái lời đúng này. Chúng tôi nhập đẳng cho Phật đăng, cho Phật tăng. Và mình làm đời Đức Tuệ Kỳ, đời Đức Tuệ Đức Sinh Nguyên Thông của Chúa Đăng Đăng Nguyên Duyên để trở đến lúc của Đức Chúa Phật Tử. Thì cái vật quý bà, kính thưa quý vị, nếu nói thời gian, đó chính là quy ước. Nếu nói thật hay là giả? Sự thật ra thì nói như thế nào cũng được. Nhưng chúng ta cho rằng, ví dụ như bây giờ thì nhiệt nguyệt tiếp ngày bình minh ở hướng đông, hoàng hôn ở hướng tây, nó là như thế. Thì bây giờ bởi vì thời gian thì chúng ta quy ước, ví dụ bây giờ nó sáng, sáng của đất nước hiện nay thì sân đất sách đang sáng, là bên kia cũng là 8:47 vào buổi sáng, ở Việt Nam là cũng 8:47 buổi tối, nó là như thế. Thì giữa hai cái này, ở đây thì nói là sáng đến khi nào tối, nó quy ước đó theo cái gì, theo cái bây giờ là cái sáng cái tối đó theo cái vòng quay của cái đất này. Thì cũng vậy, cái chuyện mà chúng ta cho đúng thời hay là phi thời thì đó là thời gian do chúng ta quy ước. Thì ở đây cũng như chúng ta biết, ví dụ như nói cái gọi là cái phi thời thì không nói là cái chuyện mà, hoặc là nói được cái chuyện đúng thời đúng lúc, đúng thời đúng lúc đó thì là cho nó hợp với cái thời gian mà chúng ta đang sinh hoạt, đang làm, đang diễn tiến đó. Chứ hỏi về thời gian nó có thật hay là thời gian chỉ là giả, mà chúng ta xem cuộc đời này, thời gian này là ảo mộng, thời gian này là giả hay là cổ tạm, vân vân, thì quả thật cái sự vô thường, cái sự qua đi nhanh chóng của cuộc đời là vậy, nó cứ vần xoay. Bây giờ 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời là như thế, thì quả thật chúng ta dần chết, và chúng ta đang sống và chúng ta đang chết. Vì hỏi rằng chúng ta đang sống có phải không? Chưa chắc. Bởi vì chúng ta đang chết mà. Vì không, chúng ta đang chết tại sao tôi đang sống đây? Tức là thời gian đang dần chết với sức khỏe, với mạng sống của chúng ta. Quý vị thấy con này rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu mà nói thời gian nó có chậm là một chút xíu không? Cũng không. Mà thời gian có nhanh hơn chút xíu là cũng không.
bởi vì cái quy luật nó đi theo nhất, nó nhanh nó chậm do tác động của vũ trụ quan, do một điều kiện yếu tố gì đó. Và quý vị nghe lại thì chính chúng ta sẽ tự xác định thôi. Bây giờ nó thật hay là nó ảo, là nếu như chúng ta như là ví dụ pháp chúng ta nó chế định thời gian chứ là chế định mà à, thì ví dụ bây giờ chúng ta chế định cái thời gian đó, quy định cái thời gian đó thì nó lập trình cái thời gian đó. Nhưng hỏi nó thật hay giả thì sự thật ra thì vốn là như thế thôi. Cái cây chúng ta trồng xuống nó đủ yếu tố thì nó phát huy lên, thì cũng vậy như thế này chúng tôi nói đó. Bây giờ chúng ta không nói cái sắc na cho nó quá là đặc biệt và nó ghê lắm, thì chúng ta nói ra về từng hơi thở này ra vào, cái hơi thở ra hơi thở vào là từng chúng ta sống chúng ta chết. Nói theo quy ước thời gian thì nó giảm dần, có nghĩa rằng chúng ta đang chết, đúng chưa? Đúng. Và chúng ta vẫn còn sống, đúng không? Đúng, bởi vì chúng ta chưa hết thở, chưa chấm dứt, đúng không? Cũng đúng luôn. Thì ở đây cho nên tinh thần này, đây là chúng ta, nếu chúng ta cho chúng ta gọi là xác định à, thì chúng ta xác định ở một cách gọi là tương đối, quy ước ở một cách cũng tương đối. Mọi chỗ đất Mỹ thôi, nó cũng là thời gian, nó cũng khác nhau. Chỗ này thời gian này, chỗ kia thời gian kia. Nhưng cuộc đời này á, dù cho không có mở chợ thì cũng chẳng giống không nào. Nó cứ như thế. Cái vần xoay, đêm ngày, và làm theo một cái quy trình gọi là cách căn bản và cách điều đặn như thế. Mà có thể nói rằng ở trong cuộc đời này, bởi vậy cho nên gặp nhau đó, rồi chia tay đó, gặp nhau đó, rồi sẽ không gặp lại nữa trong cái hiện kiếp này, vân vân. Cho nên phải nói rằng là với thời gian xét suy kỹ lại, chúng ta gặp nhau xem như là chúng ta đã giảm lần cái sự lần trời nhắm nữa. Đó là sự thật. Bởi vì nhiều khi cái duyên của một kiếp này, cái duyên của một kiếp kia, bây giờ là duyên kiếp này, chúng ta sống 60 năm, 70 năm, 80 năm, thì xem như một người nào đó gặp mình cách đây 5, 10 năm, 2, 3 năm, 3, 4 năm, thì đó xem như là lần cuối. Và chúng ta cũng như thế. Bởi chúng ta không biết được chúng ta chết khi nào và chúng ta chết ở đâu. Cái sự thọ mạng này là bất định, mà chúng ta không thể biết trước, chúng ta không thể nắm vững được. Cho nên đó mới là sanh tử, đó mới là cái thời gian nó vô định, cái không gian nó vô cùng và thời gian nó vô tận. Nó cứ đi mãi. Cho nên quả thật, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, khi chúng ta nhìn lại thời gian như người ta nãy khi mà đã giảng, chỉ nhìn một thời gian hôm nay 60, thì cái 60 này nó có trở lại không? Nó không. Dạ, cứ đi tới. Hỏi bây giờ mình như thế nào? Mình có quay về quá khứ, mình có bắt gặp lại quá khứ nữa không? Chuyện nó không bao giờ còn, và nó cứ đi tới, và nó cứ vần xoay chúng ta. Thì hàng ngày như mỗi ngày nó là như thế, cứ sáng trưa chiều tối của thời gian không gian và thời gian của vũ trụ này. Nhưng cái đổi lại cho chúng ta là những gì? Đó chính là những niềm đau, nỗi khổ, những cái vui, cái buồn. Nếu chúng ta không có cái đức tự tập thì nó vui ít mà nó buồn nhiều. Nếu như chúng ta không biết tu tập thì nó
nó vui ít mà nó khổ nhiều. Đó chính là những gì mà chúng ta ngừng về thời gian một cách căn bản hơn, một cách biết quý trọng thời gian, biết quý trọng những gì mà chúng ta may mắn đang có, được có, hiện có. Và như vậy thì chúng ta sống biết mình, sống biết không quên mình, và sống biết quý trọng với những gì mình đang thuận duyên, thuận tùng và được an ổn đây. Và thì chúng ta thường gọi đây chính là cái câu chuyện vài điều nói như vậy. Nếu có điều gì cần thiết thì chúng ta thường gọi năm bộ thầy nhé. Sa thú kính trình Thư Tọa Chư Quyền. Xin được hỏi Thư Tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thư Tọa Tân nghe được, xin thỉnh Thư Tọa Tân. Thư Tọa Tân, chúng ta rất là quen thuộc khi nói về thời gian, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Và chúng ta cứ nghĩ rằng thời gian chi phối tất cả. Nhưng mà ở trong kinh lại có nói đến pháp ngoại thời. Chỉ dụ như Niết Bàn là pháp ngoại thời chẳng hạn. Thì có nhiều người nói rằng cái đó có thực sự có không? Có cái gì mà không bị chi phối với thời gian? Và chúng ta hiểu như thế nào về ngoại thời? Nói Niết Bàn là đã khó hiểu rồi, mà nói Niết Bàn về ngoại thời còn khó hiểu hơn nữa. Thì như vậy cái gọi là ngoại thời nó có thực hay không? Xin kính thỉnh Thư Tọa Pháp Tân chia sẻ vài suy nghĩ về điều này. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh. Lễ Đức Tuệ Tri, Đức Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng đối với cái gì trong thế gian này thì dĩ nhiên là biết cái thời gian nó là cái chế định, định đặt thôi. Theo cái khái niệm của thế gian là như vậy, do con người định đặt ra. Thì cái gì mà nó liên quan với thế gian này thì con nghĩ rằng nó liên quan đến cái pháp hữu vi, tức là pháp được tạo tác. Có những cái sự sinh, sự diệt, sự biến hoại, sự thay đổi. Đó là điều mà mình thường thấy. Ngay cả thân và tâm, rồi những cảnh vật, hoàn cảnh xung quanh của mình, nó có những sự thay đổi. Thì cái đó, nó đều là sự sinh diệt, biến hoại, thay đổi. Con người đó có thể là nhận ra là cái khoảng thời gian, tuổi tác, rồi trưởng thành, già nua, chết chóc. Thì cái đó là cũng những là khoảng thời gian thôi. Những cái khoảng thời gian. Như vậy thì cái gì được tạo tác hay là cái gì được sinh ra thì thường là bị hoại diệt. Tâm và thân của mình cũng vậy. Cái nhanh nhất là thân, cái tâm của mình cũng là sanh diệt, biến hoại, thay đổi. Rồi cái kế tiếp nữa nó là thân của mình nó cũng thay đổi, theo từng phản khắc, thay đổi theo trong từng phản khắc một. Rồi cái hoàn cảnh xung quanh của mình về cây, cối, đất, nước, hoa, lá, những cảnh vật xung quanh nó có thể thay đổi. Cái thay đổi đó là một cái mà để cho chúng ta nhìn nhận rằng nó không bao giờ trụ vững và nó cũng không bao giờ để đứng yên. Thường đó là chúng ta thấy rằng là thân và tâm nó đã thay đổi rồi, hoàn cảnh xung quanh nó cũng đã thay đổi rồi. Cho nên cái người mà chợt nhận ra cái vô thường, cái biến đổi như vậy
cũng là một trong những cái đề tài để tu tập, hay là đề tài để mà liễu ngộ được những cái sự biến hoại đó. Riêng về Niết Bàn thì con nghĩ rằng được gọi là ngoại thời, vì con nghĩ rằng không có sinh, không có sinh, cho nên không có diệt. Niết Bàn là không sinh không diệt. Niết Bàn là một cái tịch tịnh hoàn toàn, không có cái sự sinh. Vì không có cái sự sinh cho nên không có cái sự diệt ở trong cuộc đời. Cho nên là chúng ta có tìm cái gì đi nữa mà nó là liên quan đến pháp hữu vi, thì nó có trường tồn như thế nào đi nữa, với cái thời gian là như vậy, nhưng mà rồi nó cũng có lúc bị biến hoại. Nhưng mà Niết Bàn do rằng không có sinh cho nên không có diệt. Hả, có sinh thì nó phải có cái giai đoạn của diệt. Con nghĩ rằng sát na đó, thì một cái sát na đại, một cái sát na đó thì có là ba cái sát na tiểu, ba cái sát na tiểu, sinh trụ diệt. Thì cái đó cũng nói lên cái khái niệm của thời gian, khái niệm của thời gian. Cho nên á, Niết Bàn á là nó không có sinh ra, không sinh vì không có cái điều kiện, cái pháp điều kiện để sinh, do nó không có cái điều kiện để sinh. Và do nó không có điều kiện để sinh cho nên là nó không có cái pháp mà để là biến mất hay thay đổi biến dị trong cuộc đời này, trong đời này. Vì vậy cho nên nói Niết Bàn là ngoại thời, vì nó không có sinh. Hả, có sinh ra thì dù ngắn hay là dài, ngay cả một sát na đại thành ba cái sát na tiểu như vậy đó, sinh trụ và diệt đó, thì cũng là khoảng thời gian. Còn Niết Bàn thì không có vượt ra khỏi những cái khái niệm về thời gian. Vì không sinh cho nên là không diệt, con nghĩ là như vậy. Cho nên nếu mà nói một người mà một vị thánh mà hoàn toàn dập tắt những cái phiền não để rồi căn nguyên để đưa đến cái sự tái sinh, nó không còn. Cho nên là gọi Niết Bàn là vượt giới cái thời gian. Mà cái gì mà chúng ta thấy rằng cái gì mà nó còn đối đãi trong cuộc đời này, đối đãi trong cuộc đời này thì là nó còn có cái thời gian. Cho nên là có thể hiểu rằng là dù là như gì đi nữa thì cái không có sinh cho nên là không có cái sự diệt. Còn có một cái nghĩa Niết Bàn thì còn có một rất là nhiều nghĩa, còn có cái nghĩa là bất tử, vì nó không có diệt cho nên là gọi là bất tử. Thì cái thời gian, con nghĩ rằng cái khái niệm của thời gian là do con người định đặt ra, nên là cái sự tịch tịnh là cái pháp không có sinh, vì không có sinh cho nên là không có cái sự diệt. Vì vậy cho nên là vượt với cái thời gian là như vậy. Thì điều này con nghĩ rằng một bậc thánh mà chứng ngộ để mà hoàn toàn giải thoát đó, thì đó là cái sự tịch tịnh hoàn toàn vắng lặng của phiền não, mà là đó được gọi như là một sự tịch tịnh của Niết Bàn. Bởi vì cái gì mà còn có cái sự ô nhiễm, cái gì còn có cái sự tạo tác để hình thành có mặt, thì cái đó nó còn đưa đến cái sự biến diệt, thay đổi hoặc là sinh diệt ở trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên là nếu mà nói Niết Bàn là một bất tử thì cũng là một trong cái nghĩa được định nghĩa cho Niết Bàn, vì không có sinh cho nên là không có diệt. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu, có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa tu kính trình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông đang ở trước máy, Sư Nguyên Thông trả lời cho cô tiếp theo. Sư Nguyên Thông,
phải chăng là cũng về quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng mà con người đó, có người sống nặng về quá khứ, có người sống nặng về tương lai. Ví dụ như có người lúc nào nói chuyện cũng hay nhắc về quá khứ hoàng kim của mình, về quá khứ vàng son của mình. Và có những người khi nói chuyện thì họ hay nói nhiều cái chuyện là tính toán về tương lai. Suy đâu có thấy rằng cũng thời gian, nhưng mà con người có khuynh hướng khác biệt không? Xin tỉnh thương thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ. Nói về cái quá khứ tương lai, đối với những người có khuynh hướng nghiêng về quá khứ, nghiêng về cái tương lai, thì trên thế gian này, kính thưa sư phụ, có nhiều loại người, có nhiều loại người họ mơ tưởng về cái quá khứ vàng son của họ, cái thời hoàng kim của họ. Và có một người, loại người khác, họ nghĩ về cái tương lai để mong muốn cái điều gì đó. Kính thưa sư phụ, Đức Phật giảng dạy rằng những người đó là họ không có thực tế, là bởi vì chúng ta không có bất cứ ai trên trần gian này có thể sống với cái quá khứ, mà không có bất cứ ai trong trần gian này có thể sống với tương lai. Và con người ta chỉ có thể sống, mà hay nhất, tốt nhất là sống trong cái giờ phút hiện tại này, cái present moment, là cái giây phút hiện tại này. Bởi vì chúng ta hạnh phúc hay là đau khổ là cũng ở trong cái giây phút hiện tại này, chúng ta hạnh phúc hay chúng ta đau khổ. Còn cái suy tưởng về quá khứ, một thời gian sau của mình, đó là một cái sự mơ mộng viễn vông, không có ích lợi gì cho mình. Và luôn luôn mà nghĩ về cái tương lai thì cũng chẳng có đem lợi gì cho chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy. Xin lỗi, nói nhỏ nhỏ tiếng chứ. Chúng ta cái tương lai đó, cái tương lai mà chúng ta có mơ tưởng về cái tương lai là chúng ta sống không có thực tế. Là vì vậy cho nên tất cả những cái mà chúng ta nói ở đây đó, thì là ở trong cái cuộc đời trong thế gian. Thì trong cái thế gian này á, thì mọi vật đều có sanh ra rồi có hoại diệt. Bởi vì cái thế gian mà chúng ta sống là cái thế gian của sanh diệt. Tất cả những cái gì mà trong thế gian này, nó không có cái gì mà nó ở một chỗ, tất cả nó đều biến đổi. Mình đừng có tưởng đâu ngọn núi đó nó vĩnh hằng không. Có thể cuộc đời, life là cái đời sống của một cái quả núi có thể là 1 tỷ năm, 2 tỷ năm. Nhưng mà sẽ không thể nào mà có một cái quả núi mà nó luôn luôn nó như vậy. Vì vậy cái thế gian mà chúng ta đang sống là cái thế gian của sanh diệt. Bởi vì Đức Phật giảng rằng cái gì có sanh là cái gì, cái đó là điều là phải diệt. Cái pháp mà sanh diệt này đó, là khi mà Đức Phật giảng dạy thì chính là cái ngày Công Đanh Nha. Ngày Công Đanh Nha là ngài đã hiểu rõ bất kỳ cái gì mà có sanh ra là cái đó chắc chắn phải bị tiêu diệt sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy kính thưa sư phụ, chúng ta rất là may mắn, tất cả những vị Phật tử cũng như là tỳ kheo tu sĩ trong cái room này là rất là may mắn, là vì hàng ngày chúng ta được nghe lời dạy của Thế Tôn, hàng ngày chúng ta được nghe lời dạy là về cái ta gọi là Dhamma. Dhamma là pháp, mà Dhamma có nghĩa là cái chân lý tuyệt đối. Dhamma là cái pháp của Thế Tôn giảng dạy, mà pháp của Thế Tôn giảng dạy là cái chân lý tuyệt đối. Vì vậy cho nên là chúng ta được nghe pháp hàng ngày là một điều mà may mắn cho chúng ta, để hiểu rõ cái giáo pháp. Và hiểu rõ cái giáo pháp là chúng ta có thể thể nhập vào cái giáo pháp. Thì thể nhập vào cái giáo pháp là chúng ta sẽ hạnh phúc, tức là không có cái sự lo nghĩ, mà chúng ta sống thuận theo pháp. Thì đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mãi là cho sư phụ, để sư phụ giảng dạy thêm cái ý nghĩa là ngoại thời, hay là cái ý nghĩa về dạ con xin kính mời sư phụ. Dạ. Sa thú, xin kính sư Minh Thông. Rất là hoan hỷ là Thiên Tọa Pháp Đăng cũng vào tham dự được trong chương trình cuối năm. Thiên Tọa Pháp Đăng, không biết Thiên Tọa có nghe được không? Nếu Thiên Tọa không biết được, xin Thiên Tọa hoan hỷ cho biết, để thỉnh Thiên Tọa trả lời cho câu tiếp theo.
Và từ đó đang nghe, chúng ta thấy rằng đối với thời gian có một cái khái niệm mà thường nó chi phối chúng ta rất nhiều là nhanh và chậm. Nhanh đó là niềm vui thì qua mau, mà chậm là cái gì mà chúng ta không có hoan hỷ. Ví dụ Đức Phật ngày dạy rằng đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài với kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ chia sẻ một vài cái cảm nhận của Thượng Tọa về sự nhanh chậm trong đời sống. Nó có thực, thời gian có thực là gọi là nhanh là chậm hay không? Hay là thời gian chỉ thời gian, nhanh chậm là do hoàn cảnh của chúng ta thôi? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa, Thượng Tọa Thệ Quyền, Thượng Tọa Bạch Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tệ Tri, Đức Tệ Đức, Sư Nguyên Thông, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào lễ của Tôn Nữ, xin chào Phật Tử. Thì nếu mình học trong vi diệu pháp thì mình thấy thời gian chế định thì nó quy định theo cái đồng hồ mà mình tạo ra, nó điều với nhau, chia ra từ giờ, phút, giây, tháng, năm, một năm, nhiều năm, trăm năm thì nó cũng đúng theo cái giây phút, rồi so sánh theo giây phút. Như vậy thì cái khái niệm mà chậm mau do những cái mình chờ đợi. Thí dụ mình chờ đợi ai thì mình thấy sao nó chậm quá thời gian. Nhất là mình ngồi thiền mình thấy sao mà thời gian một tiếng một hồ sao nó lâu quá vậy. Nhưng mà nó cũng tùy, cái lúc mình ngồi thiền được thì mình thấy tiếng hồ nó mau quá đi. Bởi vậy do cái tâm mình, chắc chắn là do cái tâm mình, thời gian chế định đó là một cái pháp và chế định theo cái sự thật. Bởi vì cái pháp thế gian, cái pháp tục đế cũng là sự thật. Sự thật mà nó cái sự thật thế, sự thật tục đế thì nó không có bị sanh diệt, nó không có bị bào mòn, bởi vì nó chỉ là cái pháp do người ta đặt ra thôi. Đặt ra thời gian thì thời gian chế định là một cái pháp tục đế, nó nương vào cái chân đế mà nó có đặt ra. Thì nhiều khi chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái sự chờ đợi thì nó lâu, nhưng mà nó cũng tùy quý vị. Thường thường quý vị nghe chư thiên mà như là Đức Phật đi băng cái rá mà thọ ký cho Bồ Tát xuống về thá thành Phật ấy, thì chư thiên rất là hoan hỷ, chư thiên nghĩ rằng nó cũng sắp tới rồi. Bởi vậy thường thường đó thì tùy mình thôi, tùy mình, cái nghĩa là mình nghĩ rằng cái vị đó được thọ ký sẽ là một cái đấng đại giác ra đời giúp cho chúng sanh giải thoát giác ngộ. Thì họ thấy một cái niềm vui và họ nghĩ rằng nó cũng rất là mau tới. Với hai, những cái chúng sanh mà họ có được như vậy đó, họ nghĩ rằng mình quan nghĩ, mình tùy hỷ với cái vị Bồ Tát này đó thì có duyên để mình gặp Ngài. Bởi vì trong cái dặm dài luân hồi sanh tử đó, chúng ta có thời gian luân hồi rất lâu, nhưng mà cái thời gian chúng ta gặp được các bậc thánh, hay là cái thời gian mình kết duyên đó, kết duyên với bậc giác ngộ đó, là rất là mong manh quý vị. Chính vì mong manh như vậy á, mình mới trôi nổi tới bây giờ. Còn nếu mình thật sự đó, trong cái thời gian mà mình gặp được các bậc đại giác, mình kết duyên với các bậc đại giác đó, có lẽ là mình cũng đã giác ngộ giải thoát lâu rồi. Nhưng mà vì mình không có sanh ra, mình không có nhận thức được các cái bậc hiền thánh, nên mình cứ theo thời gian mình chạy theo sắc thinh khí vị, thời gian mình không có tầm cầu cái pháp giác ngộ. Vì thường chúng ta hiểu cái thời gian đó, nó vẫn trôi, nhưng mà giống như một cái người trồng cây chuối vậy quý vị. Trồng sớm thì cái trổ hoài và nó mình sẽ có ăn sớm. Thì một cái người mà họ trồng cái duyên giác ngộ đó thì họ sớm giác ngộ. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng cái thời gian chỉ là trôi như vậy thôi, mình không có cái mục đích dưới cái thời gian đó, thì quả thật là mình trôi lăn giống như lục bình vậy. Nhưng mà nếu mà mình có tác ý, mình biết rằng cái bậc đại giác ra đời, hay là nó thật sự, ví dụ mình nói rằng nhiều khi mình nói rằng có mợ chợ cũng đông, không có mợ chợ cũng ở không bữa nào, mình nói thì nói vậy,
Nhưng mà thật sự ra nếu mà trong cái lớp học này mà không có tượng tọa Nhất Đẳng hay tượng tọa Tề Siêu đó, thì có lẽ là cái lớp học này mình không có lâu dài đâu quý vị. Nên nhiều khi mình cũng nghĩ rằng ở đời mình sanh ra đời mình gặp được được những cái bậc có cái duyên giác ngộ đó, theo con nghĩ rằng đó là một cái hạnh phúc của mình. Nhờ cái hạnh ngộ đó, đó mình tạo được cái duyên giác ngộ, tạo được cái hạnh giác ngộ, tạo được cái thời gian để giác ngộ. Chứ còn nếu mà mình không có đó thì mình cứ trôi lăn theo sắc thinh khí vị xúc pháp, chuyên về các dục thôi, chứ mình không có chuyên về để tạo cái thiện nghiệp công đức để mình giác ngộ. Và mình cũng nghĩ rằng á, cái thời gian đối với chúng sanh, nhưng mà cái thời gian á, đối với người mà gọi là người mà có cái hạnh tu, thí dụ mình nói rằng cũng thời gian như cái bậc tu hành trí tuệ thì 4 a tăng kiện 100.000 đại kiếp thôi, nhưng mà cũng cái thời gian như mà bị tu tự đức tinh, bị tu tinh tấn. Như vậy rõ ràng đó, trong cái thời gian đó nó cũng nó giống như bây giờ mình trồng một cây bưởi, một cây mận hay một cây gì, mình nói giống như cái cây giác ngộ vậy, mình trồng sớm thì nó trổ quả sớm. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ thôi thì người ta lang thang, người ta cũng đến bến đò, mình lò mò bến chợ, mình nghĩ như vậy thì quả thật là mình đã tiêu tốn cái thời gian, và mình cũng không có tận dụng được cái thời gian. Bởi vì sanh làm người, mình tận dụng được thời gian đó là mình tạo được cái duyên giác ngộ, mình tạo được những cái duyên đối với các cái bậc trưởng lão, hay là mình tạo duyên với các bậc mà đã hy sinh cái pháp độ các vị đó, mình gọi là giống như là gần viên tròn cái công đức vậy đó. Để mình một lúc nào đó, nhiều khi mình không gặp Đức Phật, chứ mình như, giống như là gia chủ Út Gá mà gặp Ngài Xá Lợi Phất rồi cũng đắc đạo quả A-na-hàm vậy. Cũng rất là nhiều những cái vị như vậy quý vị. Mình tạo duyên với cái vị đó, rồi trong cái dòng luân hồi mình gặp lại cái vị đó là bậc Phật A-la-hán Thinh Văn Thượng Thủ rồi đó, thì càng có khả năng để triển khai cái chánh pháp để mình cắt đứt cái mầm mống của thời gian luân hồi. Đó là cái hữu duyên mà con nghĩ rằng đối với năm nhanh và chậm đó, thì con nghĩ rằng mình có nỗ lực trong cái thời gian để mình tận dụng cái thời gian để mình hạnh ngộ được với bậc đại giác, hay là các bậc đại giác hay các bậc đại tuệ, thì con nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ gặp được các ngài trong một cái hạnh ngộ mà các ngài đã giác ngộ mình nghe được, thì mình có đắc được tu được quần hay tư đà hàm, thì cái đạo lộ luân hồi của mình cũng sẽ ngắn lại. Còn nếu mình nghĩ rằng thời gian người ta cũng tới bến đò, mình lò mò đến chợ, mình nghĩ như vậy thì mình không cái lý tưởng của mình không nghĩ rằng mình gặp được các cái bậc đại giác đó, mình sẽ tạo được cái duyên. Ví dụ bà Visakha mà không có gặp được Đức Phật đó, thì không có tạo được cái duyên để làm đại tín nữ của thời kỳ Đức Phật Gotama. Và ông Cốc Cô Độc nếu không có gặp được Bồ Tát á, một vị Phật á, thì cũng không có là đại duyên của cái gia chủ bên phía Nam. Thế như vậy thì cái đường luân hồi nó sẽ tràn như vậy, nó sẽ làm dài như vậy. Bởi vì thời gian con người á, con người sẽ làm nên lịch sử ở trong cái thời gian đó, nhưng mà con người sẽ làm nên lịch sử cũng giống như là Đức Phật Gotama làm nên cái lịch sử ở trong cái địa cầu này có Đức Phật này. Nếu mà mình nghĩ rằng mình cứ lang thang hoài, nên nhiều khi quý vị thấy một địa cầu có 5 Đức Phật, nhưng mà có nhiều địa cầu đó không có Đức Phật. Thì chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta sanh ra những cái địa cầu mà không có Đức Phật, đó là cái bất hạnh của ai? Chắc chắn là bất hạnh của chúng ta rồi, vì chúng ta không tạo cái nhân đối với các bậc đại giác, nên chúng ta luân hồi qua những cái địa cầu mà không có Phật, không có một bậc chánh đẳng giác xuất hiện. Nên con nghĩ rằng á, cái thời gian đó nó cũng nếu mình suy nghĩ đó, tại sao cũng một cái thời gian của địa cầu này nhưng mà có 5 Đức Phật, tại sao cái địa cầu kia có 2 Đức Phật, tại sao địa cầu kia có 1 Đức Phật, rồi tại sao cái địa cầu đó nó không có Đức Phật nào hết? Thì con nghĩ rằng cái thời gian gặp được các bậc đại giác và nối truyền như vậy á, nên á, con nghĩ rằng nó cũng rất là có nhiều điều để mình suy nghĩ. Vì mình bị luân hồi, cái luân hồi dài hay ngắn, cái bậc đại giác xuất hiện hay không xuất hiện đó là cái hạnh ngộ của các bậc đại giác, mà mình có mong mỏi để gặp các ngài hay không, mình có tận dụng để gặp được các ngài hay không, điều có nghĩ rằng nó cần phải có. Còn nếu mình cứ nghĩ rằng ôi từ từ người ta tới bến đò, mình mò mò đến chợ, thì mình nghĩ rằng mình đâu có biết được cái gì cần làm,
và mình tận dụng như thế nào để mình tận dụng cái thời gian, cũng là thời gian nó cũng mau chậm, nhưng mà chính vì á mình làm cho nó giống như bây giờ cái thời gian nó cũng trôi lăn thôi. Bây giờ mình trồng cái bơ sớm thì nó trổ ra cái quả bơ sớm, giống như mình trồng cái cây giác ngộ sớm thì nó trổ giác ngộ sớm. Còn nếu mình cứ sống thờ ơ như vậy thì con nghĩ rằng cũng thời gian nó cũng trôi vậy, chậm mau đó, trong cái sự luân hồi thì nó vô tận, nhưng mà mau trong cái sự giác ngộ đó, cái sự rút ngắn lại luân hồi đó là cái điều con nghĩ rằng rất là cần thiết đối với người Phật tử. Chứ còn nếu mình nghĩ rằng mình cứ lang thang hoài, mình không có với cái thời gian mà cái tâm mình không có nỗ lực, với cái thời gian đó mình không có tầm cầu những cái bậc đại giác, mình không có tầm cầu những cái bậc đại tuệ, thì con nghĩ rằng cái thời gian cứ trôi lăn mình cứ trôi lăn hoài như vậy, thì con nghĩ rằng thời gian thì không có mau chậm, nhưng mà mau chậm là do mình hiểu biết được cái mình muốn giác ngộ sớm, hay là muốn giác ngộ thì mình phải gặp những bậc đại giác, rồi mình phải gặp cái duyên của bậc đại giác, mình gọi là chánh pháp, rồi các bậc tu hành đó, để mình tạo những cái thiện duyên, thì cái con đường mình nó rút ngắn. Cũng như bà Visakha mà gặp Đức Phật Padmasambhava để cúng dường thọ ký đến Phật Gotama để thành Phật, để thành đệ nhất vị tín nữ, để trở thành vị thánh tu Đồ Quần lúc 7 tuổi, thì điều đó là cái điều duyên của phước. Mà nếu mình có tạo được cái chủng tử đó, thì giống như mình trồng cây bơ, thì người ta nói cây bơ 20 năm hay là 10 năm nó sẽ ra quả, mình nghe mình cũng vui. Chứ còn nếu mình không có trồng cái đó, người ta nói không biết tới chừng nào. Mà con thường thường con nghĩ rằng người hữu phần và người vô phần, cái người hữu phần là cái người sẽ giác ngộ, còn cái người vô phần thì họ cứ trôi lăn hoài như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi cái thằng tọa thì con nghĩ cái góc độ này cũng rất là đặc biệt, nên con xin trả lời theo cái góc này là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thằng tọa. Sau đó cái trình thì tọa pháp đăng, thì tọa pháp tân, thì tọa có còn ở trước máy không? Nếu thì tọa pháp tân có biết được xin thỉnh thì tọa con sẽ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ. Thì tốt tinh, nãy giờ chúng ta nói qua nhiều cái khía cạnh liên quan đến thời gian. Bây giờ chúng ta trở lại một đề tài rất là quen thuộc. Đó là tuệ quán và thời gian. Rõ ràng là Đức Phật Ngài có nhiều lời dạy chúng ta quan sát về vô thường. Và đến với vô thường thì chúng ta hiểu trong đó có sanh diệt, có thời gian. Thì xin thỉnh thượng tọa pháp tân khoan hỷ nói thêm một vài điều về thời gian, kiếp sống con người và tuệ quán của người hành giả tu tập. Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ cái thời gian cũng là một trong những cái mà chẳng cần chúng ta cũng cần suy quán. Bởi vì nếu mà mình niệm sự chết cũng là nghĩ đến thời gian, niệm đến sự chết cũng nghĩ đến thời gian. Khi mà mình niệm đến, quán niệm đến vô thường thì cũng có nghĩa là thời gian. Thì theo con nghĩ rằng để mình thấy rằng là cái kiếp nhân sinh của mình nó ngắn lắm, và thời gian thì luôn luôn trôi chảy. Người ta nói cái câu là thời gian như bóng câu cửa sổ. Hình ảnh mà bóng câu cửa sổ thì chúng ta thấy nó thay đổi liên tục như vậy. Mới thấy đó nó đã đứng bóng rồi, hay mới thấy đứng bóng đó thì đã xế chiều rồi. Thì cái điều đó để cho thấy là thời gian rất là mau. Cho nên nếu một người mà tu tập á, sự thật ra đó là con nghĩ rằng Đức Phật dạy về tam tướng, về vô thường, về khổ, về vô ngã đó, thì để cho những cái người đệ tử của Phật thần thường xuyên có cái sự quán chiếu. Khi một người mà thấy rằng cái thời gian nó thay đổi liên tục như vậy đó, cho nên là cái tuổi già của mình, bệnh tật của mình,
rồi bao nhiêu cái mà mình sẽ ước lượng, rồi mình sẽ định là sẽ làm ở trong tương lai đó, thì mình còn phải có cái việc cần phải đừng có bỏ luống với thời gian. Bởi vì ngay có những người có những cái ước mộng, ước vọng, hay là có những cái mong muốn ở tương lai như thế này thế nọ, thì nếu mà họ bỏ với cái thời gian, họ không quan tâm với cái thời gian, họ không siêng năng hay họ không cần kiếp để họ làm một việc gì đó, thì đến một lúc nào đó họ không thể làm được. Họ không thể làm được. Với một cái người mà tu tập về quán, về vô thường, để thấy rằng là mình mạng sống của mình nó ngắn, nó ngắn. Người ta có thể rằng là mong muốn mình sống ở một cái tuổi nào là rất là thọ, nhưng rồi cũng đâu có chắc chắn một điều gì đâu. Mình cứ thí dụ như là lúc 50 tuổi thì mình bảo rằng thôi để sống 70 tuổi cũng được rồi. Rồi khi mà họ sống được tới 70 tuổi thì họ nghĩ họ sẽ sống được 75 hoặc 80 tuổi rồi. Người ta cứ nghĩ như vậy. Thời cái đó là cái ước mong của họ, ước mong của mỗi người cũng mong rằng mình sẽ sống thọ, sống dài như vậy, nhưng mà rồi cũng đâu có chắc. Đâu có chắc. Rồi một khi mà tử thần đã đến rồi đó thì không có đường nào mà né. Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng tử thần khi đã dắt tay thân tình cho mấy thế thai được nào, do cốt nhục thâm bào làm sao theo hộ, làm sao cứu giùm. Tức là khi mà tử thần đã đến rồi thì mình cũng không có thể nào mà ai cứu giúp mình được nữa. Do vậy khi mà mình quán về thời gian đó, để mà mình trong mỗi cái từng sát na với một cái người tu tập thiền quán đó, thì họ thấy được cái sự sanh diệt do họ có chánh niệm tỉnh giác, cho nên họ thấy cái sự sanh diệt trong mỗi cái cảm thọ của họ, hay trong mỗi cái quay nghi hoạt động qua hơi thở, hay là qua cái tiểu quay nghi, đại quay nghi đó, để rằng là mình thấy không có những cái gì mà nó trường tồn bất biến. Cả thân và tâm mình không có trường tồn bất biến. Để rồi từ cái đó người ta mới thấy rằng không có cái gì là cái thật sự là cốt lõi, hay là bản ngã, hay là một cái gì đó trường tồn bất biến. Để rồi cái tâm của một người thấy rõ rằng các pháp giả hợp, các pháp là do nhân duyên mà thành, cho nên nó là giả hợp. Mà khi đã giả hợp thì không có chấp thủ, ngã chấp gì ở trong đó để diệt bỏ đi cái ngã chấp. Còn đối với một cái người mà suy quán về thời gian, nó cần kiếp như vậy đó, nó thời gian nó qua nhanh như vậy, thì mình tinh tấn chứ, mình siêng năng chứ. Nói như ngoài đời thì họ siêng năng cần làm một cái gì đó để họ mong là ở tương lai họ được hanh thông hơn, được tốt đẹp hơn cho bản thân của họ hay hoặc là cho những người thân của họ. Nhưng mà nói như một người tu á, thì mình thấy cái thời gian nó ngắn như vậy đó, cho nên là mình phải tinh tấn ở trong thiện pháp. Lúc nào mình thực hiện được những cái thiện sự gì đó thì mình nên thực hiện. Bỏ thời gian, đừng bỏ thời gian. Đừng bỏ với cái thời gian. Vì thời gian nó đã trôi qua rồi đó, thì chúng ta tìm lại không có. Những cái lúc mà chúng ta ngủ một đêm, rồi chúng ta có thể rằng cảm nhận được cái sự cảm thọ đau đớn của sát thân do bệnh hoạn hay tuổi già, thì mình mới thấy rằng là rõ ràng là giá như cái việc này nè mình làm lúc còn trẻ thì có lẽ là tốt lắm. Nhưng mà bây giờ rồi đó thì mình tuổi đã cao, sức đã yếu, thì mình muốn làm dường như là lực bất tòng tâm. Cho nên là mình cũng không thể hiện. Cho nên trong kinh nói là khi mà mình xuất gia ở tuổi trẻ đó, thì nó có những sự thuận lợi.
xuất gia là một cái môi trường tốt để mà mình dành thời gian nhiều hơn cho cái đời sống tu tập, trao tâm sửa tánh, thực hành những cái thiện pháp rất là nhiều. Cho nên là khi mà mình còn trẻ thì mình xuất gia thì có những cái sự thuận lợi. Trong khi mà mình tuổi già này, thì cái sự học Phật pháp của mình cũng chậm chạp đi rồi, chậm chạp đi rồi. Sức khỏe của mình mà ngồi thiền hay là mình chấp tác mọi cái công việc gì mình nghĩ là như là phục vụ, cái việc phục vụ đi nữa, thì mình cũng không có sức khỏe để mà mình phục vụ. Hoặc là mình không còn có cái sức khỏe để mà mình ngồi thiền cả tiếng hoặc đôi ba tiếng, không có. Bởi vì ngồi một chút á, chừng 20 hoặc 30 phút là mình tê rân hết rồi. Rồi đau đớn đầu này, đau đớn đầu nọ. Trong khi cái sự cảm thọ của đau đớn của xác thân đó, thì nó làm cho mình khó định tâm. Khó định tâm. Một người mà có định tâm vững rồi thì cái sự cảm thọ, người ta quán cái sự cảm thọ như vậy thì vẫn có chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng mà một người còn yếu ớt đó, thì cái đó, cái sự đau đớn cảm thọ của thân đau đớn thì nó làm cái sự trở ngại, nó là cái sự trở ngại cho cái đời sống thiền tập của chính mình. Cho nên con nghĩ rằng mình quán với cái thời gian nó cần kiếp mau qua mau, như là ở trong kinh nói rằng lúc nào mình chết cũng không biết, mình chết bằng cách gì cũng không biết, thời điểm mình chết là cũng không biết, bệnh tật của mình xảy ra lúc nào cũng không biết, rồi mình chết bằng cách gì cũng không biết, chết nơi nào cũng không biết, và để rồi tái sanh ở nơi một cái cảnh giới nào mình cũng chưa hoàn toàn, cũng bất định, cũng khó biết được lắm. Ngoại trừ các bậc thánh thì làm chủ được việc đó. Nhưng mà rồi đó thì mình quán thời gian, để mà mình thấy thời gian nó trôi qua mau như vậy, cho nên là mình đừng có luống bỏ với cái thời gian, luống bỏ thời gian. Người ta nói một cái câu, việc của ngày hôm nay thì ráng cố gắng tinh tấn, ráng cố gắng siêng năng làm cho trọn của ngày hôm nay. Việc của ngày mai chúng ta tranh thủ để làm việc cho cái ngày mai. Như vậy thì mình cũng, với một người mà có suy nghĩ như vậy thì mình làm cái việc gì nó có cái mục đích của nó. Đặc biệt là với một cái người tu tập thì thời gian nó cũng rất là quan trọng. Cả cái việc mà bổ túc các pháp độ ba la mật, hay hoặc là quân tu các cái công đức thiện sự trong đời sống hàng ngày, thì lúc nào mình làm được việc thiện sự gì đó thì mình cảm thấy đó là cái niềm hoan hỷ. Ít ra thì mình cũng còn có sức khỏe, ít ra thì cũng còn có cái trí nhớ, ít ra thì mình cũng còn có một cái nghị lực, cái mạnh, cái sức khỏe, nghị lực, tinh thần sáng suốt minh mẫn như vậy, thì mình cũng có thể dễ dàng thực hiện. Còn trong khi đó là tuổi già rồi thì mình lại chậm chạp lại rồi. Muốn làm cái này làm cái nọ thì mình cũng bị chậm chạp, trở ngại rồi. Chúng tôi nói đơn cử như một điều đó là mình còn khỏe đó, thì chiều mình thọ bát quan trai, mình không có ăn thì mình cũng vẫn khỏe, vẫn được bình thường, không có gì hết. Nhưng mà đến khi mà một khi mà mình lâm bệnh rồi đó, thì cái mình phải uống thuốc, mình phải uống thuốc để điều trị bệnh. Rồi uống thuốc điều trị bệnh thì buộc mình phải ăn, để rồi nó có thể chuyển tải được cái thực phẩm của mình, cái thuốc men đó. Mình uống thuốc vô, có ăn thì mới chuyển tải lại, mới làm cho mình mới khỏe, mới hết bệnh được. Thì nó cũng là cái sự trở ngại cho cái việc giữ giới, ăn chiều, không ăn chiều của mình rồi. Còn nhiều nhiều việc nữa. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là mình quán cái thời gian để mà mình thấy cái thời gian nó qua mau. Do vậy thì mình phải tinh tấn thiện sự trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi trường hợp mình cũng có thể tinh tấn. Mình quán với cái vô thường qua cái tuệ quán của một cái vị hành giả, nhìn về cái sự sanh diệt của năm quẩn này, thì mình mới thấy rằng là vạn pháp vốn rỗng không. Và
vốn là vô ngã ở trong đối với năm uẩn này. Chúng ta thấy rõ như vậy để rồi chúng ta đừng có cái ngã tôi sắc uẩn này, thọ uẩn, tưởng uẩn này, hành uẩn, thức uẩn này. Nói như vậy á, thì nghe nó dễ, nhưng để mà mình trực nhận ra những điều đó đó thì đòi hỏi một vị hành giả cần phải có sự tôi luyện rất là nhiều. Nếu không tôi luyện thì mình cũng dễ dàng bị cái ngã chấp đó, hoặc là cái tham đắm đó, hoặc là cái sân hận đó, cái gì đó nó làm trở ngại cho cái đời sống tu hành của mình, cũng như là cái đời làm cho cái kiếp luân hồi của mình nó kéo dài miên diễn hơn thêm. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là cái đề tài một người mà quán về vô thường, cái sự sanh diệt, về thời gian đó, để rồi là mình phải có cái sự tinh tấn trong mọi cái trường hợp, trong mỗi lúc. Thì đó là một cái bài học mà con nghĩ rằng lúc nào cũng có giá trị, cũng có lợi ích cho mình. Mình làm cái việc thiện, từ việc thiện nhỏ, việc thiện lớn, việc thiện nào mình cũng không bỏ qua. Gặp việc ngồi thiền thì mình cũng nên, đến lúc ngồi thiền thì mình cũng nên ngồi thiền, đến lúc phục vụ thì mình nên phục vụ để tạo phước đức cho chính mình. Đến lúc mình nghe pháp thì mình cũng nên tinh tấn để nghe pháp. Rồi mình làm được cái thiện sự gì thì mình cứ làm, chứ để rồi lúng qua rồi đó thì chúng ta cũng khó mà giờ kiếm lại cái thời gian, tìm lại cái thời gian đó được. Một ngày 24 tiếng, nếu chúng ta trừ cái thời gian ngủ nghỉ ra đó, thì còn được bao nhiêu tiếng để chúng ta thức, để chúng ta lo những cái phận sự như là một người tu, như là một tu. Cho nên là người ta xuất gia đó là để rồi dành cái thời gian nhiều cho cái việc mà tạo cái công đức thiện sự cho chính mình, và chính công đức thiện sự để rồi đó làm một cái hành trang. Nếu mình có tái sanh ở cảnh giới nào thì cũng còn được sanh cảnh giới an vui, và làm cái hành trang á, để rồi trở thành một cái tư lương, gạn lọc những cái phiền não, loại trừ những cái chướng, những cái phiền não, cái chướng nghiệp, cái nghiệp của mình, để rồi ngăn chặn những cái sự tạo tác đó, tạo cái nhân để rồi sinh hữu ở trong cái đời này và đời sau. Thì cái việc mà mình tu hành để nguyện giải thoát đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cần có một cái sự tinh tấn rất là nhiều, thông qua cái một người quán tưởng về thời gian, thường niệm về thời gian, tức là quán về vô thường trong cái kiếp nhân sinh của mình, quán về vô thường trong cái sự sanh diệt của năm uẩn này, để rồi từ đó mới có một cái tệ quán nhạy bén để đoạn trừ được những cái phiền não. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Tư Quyền ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa đang ở trước máy xin thỉnh Thượng Tọa Tư Quyền chia sẻ một vài cái suy nghĩ về câu hỏi. Thời gian có mới có cũ không? Dạ. Chúng ta thấy nói là năm mới, năm cũ, năm cũ bước qua chẳng hạn, thì đó có thể cho biết là như vậy thời gian có mới có cũ thực sự không? Kính thỉnh Thượng Tọa. Thời gian khế định mà chúng ta quy ước mà. Chứ sợ sự ra một cái vụ như bây giờ ở bên nước ngoài đang được các nước Tây Phương thì đã nghĩ thì thời gian tôi nghĩ rất là dài. Trong cái dịch năm mới thì tôi nghĩ bây giờ thì tôi nghĩ chứ tôi nghĩ tôi nghĩ tới cái có lo những đỡ Việt Nam này thì sau đó cũng đối với các sinh hoạt thực tế. Tôi nghĩ nơi nếu như là những cái nơi mà có thể là cái năng của cơ quan chính quyền thì người ta vẫn sinh hoạt, người ta vẫn tiếp tục làm các công sở nhỏ. Có những người cũng dừng lại
những người vẫn tiếp tục làm, thì người ta cũng đâu có tôi sẽ xác định cái cổ cơ nó gì của năm này, chẳng hạn như tết nguyên đán, thì đó chính là tết nguyên đán thì chúng ta thấy ở tết nguyên đán nó có làm gì, nó có dừng lại, cái chuyện dừng lại là của người Việt mình, của người Trung Quốc, của các nước châu Á mà có người về với Trung Quốc thôi, thì là vậy đó, thì người đó nó dừng lại, thì chúng ta thấy nó quy ước theo cái thời gian, thì cho nên thời gian của cổ cũng mới cho nên thì quả thật thời gian của cổ mới gì, thì người ta nói là những cái điểm này vẫn như thế, cứ như thế mà còn xoay, nên chúng ta xác định. Còn tiếp con người cũng vậy thôi, sự thật ra thì một đứa bé mới sinh ra đời và một ông già 70 tuổi với tâm sinh nghiệp như vậy, rồi chúng ta nghĩ ước đây là già, nghĩ ước đây là bé, đây là đẹp, đây là xấu, đây là đau, đây là thích, đây là khỏe, đây là yếu, đây là ốm, đây là mập, vân vân, tất cả những điều đó đều để chúng ta nghĩ ước nên đó là một đứa sinh thôi. Nếu đứa sinh là một đứa thì đó là một đứa sinh, còn nếu như là một chúng sinh thì một chúng sinh đó nó phải có cái gì, tức là một chúng sinh đó thì có sanh lão bệnh tử như thế đó. Thì sinh ra thì phải có già của bệnh tử chết, thì chúng ta già từng như đã nói già từng cũng quy ước trong thời gian, và chính vì cái thời gian được chế định này mà nó ra tất cả mọi thứ, và chúng ta làm ví dụ từ thứ hai tới thứ bảy nghỉ hay là chủ nhật nghỉ thì chúng ta cũng quy ước thôi, và với những người mà chúng ta không quy ước thì ta cũng làm cái thứ tư, thì do cái sự quy ước đó mà người ta không đi theo quy ước, người ta vẫn làm. Tức là ở Việt Nam nó quy ước là nó quy là cái tăng ca và theo thời gian, cái gì buổi tối là nghỉ, nhưng buổi tối là thiêu, là thiêu từ 6 giờ từ 2 giờ tới 10 giờ, 10 giờ tối về, 10 giờ tối người ta làm tới 6 giờ sáng. Thì cũng cứ như thế, thì tùy theo các quy ước của chính từng cơ sở đó, từng đất nước đó, từng con người, từng cái hội nhóm, cái hội đoàn, hay là từng cái xóm, và cái xóm nó cũng như quy ước về các cái việc mà văn hóa, cái việc mà chúng ta gọi là cái tập lệ, cái văn hóa, cái tập tục, cái chức họ. Nó quý ước như vậy thôi, chứ là thật gì. Nó ăn đôi luôn, ăn đôi khỏe, thì có tiền chúng ta mua ăn. Thì chúng ta nghĩ chúng ta ăn đôi khỏe. Ở nguyên tết á, thì chúng ta thấy ở nguyên tết cái đồ đấy. Nên làm sao chúng ta sửa ơn, nên là từ sửa ơn, thì hãy chúng ta cho rằng cái tết nó phải là như vậy. Thì của chúng ta, thì những người khác đâu có suy nghĩ hết. Những cái tết của Việt Nam, Thái Lan, Trung Bình, Đệ, Bên, là Campuchia, Lào. Nên là tháng 3. Tháng 3 là tết của họ. Tết của dân tộc họ. Của tổ quyền của họ. Như là chính mình. Và thì các mà chúng ta cho là một cái nguyên tư cụ của nó này như thế. Nhưng ở cái lúc này cái đó là nó sai. Thì cái thời gian thôi, nó là chế định thôi. Đúng theo cái nhìn của chúng ta thì chúng ta cho là đúng như vậy, nhưng cái nhìn của người khác thì đúng như vậy. Và nó có chỉ là chế định là tạm thời. Thì đây cũng là một điều mà chúng ta thấy cái chuyện mà quy ước cho là cũ mà mới, thì nó chính là cái sự quy ước của tất cả chúng ta thấy còn ở trong đời này. Thì chúng ta thấy đó, thì một chúng sinh sanh ra đã không sanh, đấy vô minh có mạng thì nó tiếp diễn nhiên, nó có hành thức tiên sắc của một xúc thọ ái thủ thú, rồi của có mạng thì phải có gì, nó sanh già đau chết sự việc của u não có mạng thì tiếp tục tự lão tử như nhân chất của vô minh có mạng. Thứ như là một cái vòng, như là một cái vòng của bản tính hay là một vòng tròn nữa. Chúng ta có thể nhắc ở phía trước của mình, chúng ta định vị ở đây dừng lại. Do chúng ta muốn dừng lại những cái vòng tròn nó vẫn là vòng tròn. Thì từng cái vòng tròn đó, chúng ta nhắc từng cái thời gian của vòng tròn. Nhưng khi cái vòng tròn đó, nó đi qua
nhưng mà cái cuộc trò cứ về cứ đi thế đi thế đi thế đi thế đi thế thì tại chúng ta bắt cái gì thì nó gì cái gì theo cái quy ước của chúng ta cái quả thật thì như cái đất này thì nó vẫn quay người ta nói này không có mở chợ thì cũng chán chán không đứa nào nó làm như thế. Còn bây giờ mình chỉ là nghĩ gì, mình chỉ là ghé vào cuộc đời đó, ghé vào quán trọ, mình quán trọ vẫn là quán trọ của nhân thế, quán trọ cuộc đời này, cuộc kiếp nhân sinh này là muốn ở với từng người ghé vào. Hôm nay chúng ta ghé vào, có thể kiếp sau chúng ta tiếp tục ghé vào, nhưng chúng ta không ghé vào nữa, thật là lâu chúng ta mới ghé vào được trở lại. Và thì đó chính là cái giá trị của thời gian. Mà chỉ có một điều rất là biết bàn thì chúng ta nó vượt ngoài cái thời gian, vượt ngoài không gian bởi vì nó không còn cảm thấy của khổ đau sinh tử cũng như cái vui cái buồn nữa. Và thì đó chính là nó còn cảm thấy sự sống. Còn nếu như tất cả đều là ở một giá trị quy ước, một giá trị tương đối mà chúng ta cho rằng chúng ta có các cuộc thi nó là như thế. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta biết là những cũ sinh năm mới, từ từ cho đến chúng ta đặt cái hơn, cái xuôi, năm mới rồi nha. Không như là người nào cũng học tuổi, học sáng, học tuổi mới được, hoặc là có tháng cũng được đất nhà người, không được đất nhà, mới có đất nhà, và tài sản nó đi sạch sẽ hết. Ông cũ vậy thì bao bao từ nữa để khi cho nó sạch sẽ, sáng nó mới cho nó sạch. Thì bạn cũng không có nhà cũng để làm. Thì nhờ quý đức thời gian vậy mà nó cũng sạch. Nhờ quý đức thời gian vậy mà cũng có nhiều cái điều vui trong cuộc đời như thế không? Chứ còn quả thật thì thời gian cũng là thời gian. Thì cái này người tu quý đức thì chúng ta là tự mình mỗi tự do tu cho chính mình. Chứ còn nó vẫn là một cái định không gian cái định mà tôi biết cái định nó là như thế là cái định là tự do ấy thì một cái công năng là cái công bằng như vậy nếu tôi nhìn từ những cái cái công năng tự do như vậy thì không phải là sa thủ kích kính trừng thư tọa tới quyền thư tọa pháp đăng ngay thư tọa có còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh thì tòa pháp đăng trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Dạ có. Dạ. Thượng tọa pháp đăng, nãy giờ chúng ta nói về thời gian, chúng ta nói về sự xoay vần nghiệt ngã mà cứu phăng đi tất cả. Nhưng mà chúng ta có hoàn toàn bất lực không? Hay là đối trước cái vòng sinh diệt của thời gian đó, thì người con vật vẫn có những cái mà chúng ta có thể làm được, chứ không nhất thiết là chúng ta phải hoàn toàn bất lực. Xin kính thưa thưa các bạn. Dạ. Thì hồi nãy giờ con cũng có suy nghĩ về vấn đề này. Thật sự đó thì chúng ta thấy rằng khi mình được tái sanh làm người đó, thì mình có cái năm nhân. Năm nhân có nghĩa là nghiệp thức. Thì rõ ràng là cái nghiệp thiện ở đời trước, ví dụ ông trưởng giả ông được làm trưởng giả 7 đời thì ông cúng dường cho Đức Phật Độc Giác. Vì sự cúng dường cho Phật Độc Giác trổ quả cho ông làm trưởng giả 7 đời. Như vậy thì rõ ràng cái nghiệp thiện cho cái thức đi tái sanh và nõn bào và tinh trùng và thời kỳ của người phụ nữ để mình tái sanh một cái gia đình nào đó để mình thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ mình để lại. Thì chúng ta hiểu rằng chúng ta nhận cái đó là cha là mẹ, nhưng mà thật sự ra một cái người mà có phước và sanh vô một cái gia đình đó có của cải tài sản, nên mình thường nghe nói là gia đình sắc đế lị đại phú, bà la môn đại phú, gia chủ đại phú. Rồi tại sao Đức Phật ngài nói khi mình tạo những thiện sự công đức mình lại sanh như gia đình sắc đế lị đại phú, bà la môn đại phú, gia chủ đại phú, chư thiên đại thần lực? Thì rõ ràng á, nếu con nghĩ rằng á, nếu một cái người mà bởi vì thường thường mình không có suy nghĩ nên nhiều khi mình không có thấy trân quý, nhưng mà có suy nghĩ mình sẽ thấy rất là trân quý. Tại vì khi mà mình được tái sanh làm người, mình hưởng được cái quả
như là tám tâm quả thiện vô nhân, như nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thọ xả thân thức thọ lạc, tiếp thu thọ thọ xả, quan sát thọ hỷ đó, quan sát thọ xả, quan sát thọ hỷ, quả thiện đó. Thì rõ ràng là do cái thiện nghiệp đời trước, mình đã tạo cái thiện nghiệp đó, bây giờ cho ra cái quả hiện tại đây. Còn nếu mình tận dụng cái quả hiện tại, mình tạo tận dụng để mình làm cái quả hiện tại, mình tận dụng cái quả hiện tại để mình làm cái nhân hiện tại, thì con nghĩ rằng đó là một cái người khôn ngoan để đem ra khỏi cái sự xây dần của vũ trụ để mình đem ra được. Đức Phật Ngài nói ngôi nhà lửa cháy mình đem ra cái gì? Thì rõ ràng là những cái thiện nghiệp công đức. Và những cái thiện nghiệp công đức này đó, bởi vì cái thân của mình sanh thì vẫn sanh và tử, đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà cái sự sanh tử nó cũng khác nhau. Ví dụ mình sanh tử, cái kiếp làm người đó, mình tạo được thiện sự công đức. Nhưng mà nếu mình ở trong địa ngục ngã quỷ đó, mình cũng sanh tử. Nhưng mà mình không có tạo được công đức gì trong cái thời gian làm ngã quỷ đó. Ví dụ mình nghe con ngã quỷ đó, nó ở cái cổng thành Sáu Ấp Thi đó, cứ xây lên là sập, nó mấy chục lần như vậy đó. Mấy chục lần làm ngã quỷ nó còn ở dưới cổng thành đó. Thì rõ ràng một cái thời gian lâu như vậy nó không có tạo được cái thiện sự công đức gì hết. Quả thật cũng là thời gian xây vần như vậy, nhưng mà nó không có được cái thành quả gì từ cái thời gian đó hết. Nhưng mà nếu mà một chúng sanh đó, như là bà Visakha đó, cũng trong cái thời gian đó mà tạo được cái sự bố thí trong phương tự, hay là bố thí cúng dường tám loại y đến chư tăng, mà tới giờ trong kinh luật còn ghi lại, còn lưu lại, còn nói lại, chư tăng còn nhắc lại, thì quả thật là cũng cái thời gian đó, nhưng mà chúng sanh đó họ tạo được những cái công đức mà mình gọi là người từ bóng sáng tới bóng sáng đó. Người từ bóng sáng tới bóng sáng có nghĩa là họ kiếp này là họ là người sáng, nhưng mà họ lại càng sáng hơn nữa khi họ sanh làm thiên hậu của Tha Hóa Tự Tại, cõi trời dục giới cao nhất. Bà Visakha bả sanh lên làm thiên hậu của cõi trời thứ bảy, trong bảy cõi dục giới. Thì rõ ràng cũng là cái thời gian đó, nhưng mà cái thời gian đó một chúng sanh đó không có tạo được cái công đức gì hết. Vì sao vậy? Vì chúng sanh đó không có tin nhân quả. Tuy rằng nói vô thường khổ vô ngã, nói như vậy là mình hiểu rằng cái vô thường là cái thời gian nó vẫn thay đổi, khổ trong cái danh sắc này vẫn có, vô ngã nó vẫn có, nhưng mà nó vẫn có cái nghiệp lực để đem theo. Mình nói rằng nếu mình nói rằng vô ngã thôi, mình đừng có tạo cái gì hết, không phải vậy đâu quý vị. Mình nếu mình hiểu vô ngã mà không có tạo gì hết, đó là mình ngu si. Cái vô ngã là cái pháp nó có tự tính, ví dụ thiện pháp nó là chân đế, nó là sự thật. Còn bất thiện pháp nó cũng là chân đế, nó cũng là sự thật. Nhưng mà nếu mình tạo bất thiện pháp đó, mình phải chịu khổ rồi. Nếu mà mình tạo thiện pháp đó, thì mình cõi vui rồi. Và mình có thể sanh ra, mình sẽ được, dù mình có chết đi đó, mình vẫn được lưu danh cái gì. Ví dụ chúng ta thấy cho đến bây giờ mình đến kỳ viên tử đó, thì mình cũng vẫn nhớ đến Cốc Cô Độc. Chư thiên và nhân loại cũng nhớ ông Cốc Cô Độc là ở kỳ viên tử này có cái chùa mà đã mua của Thái tử Kỳ Đà lót bằng vàng để cúng dường cái Đức Phật bậc đại giác. Và chúng tăng đã được thành thánh nhân ở đây, và chúng sanh nó tạo cái duyên để thành Phật, thành thánh nhân trong cái sự luân hồi đó vô số kể. Thì quả thật là mình, nếu mình suy nghĩ như vậy thì mình rất là hoan hỷ, vì cái người đó trong cái thời gian đó, nhưng mà họ đã không có bị bất lực với cái sự xây dựng trong cái sự sanh tử, mà họ tận dụng được cái sự sanh tử đó, nên họ tạo. Nên Đức Phật nói rằng như là từ đóng qua đó, nhiều tràng qua được kết, cũng vậy thân sanh tử tạo được nhiều thiện sự. Thì rõ ràng cái thân sanh tử này nó vẫn sanh vẫn tử, nhưng mình tạo được cái thiện sự, mình rút ngắn lại cái sự sanh tử đó là bằng những cái thiện nghiệp. Còn nếu mà thật sự mình nghĩ rằng ôi sanh ra rồi cũng chết, thì mình thật sự là mình chưa có hiểu được vô thường khổ vô ngã. Nếu mình hiểu được vô thường là thay đổi đó, thì mình phải hiểu được, mình phải vượt ra được cái vô thường đó, là mình phải giác ngộ giải thoát để mình vượt ra cái sự sanh tử của vô thường. Cái khổ của ngũ quẩn, mình phải vượt ra được cái khổ của ngũ quẩn, mình giác ngộ giải thoát. Vô ngã là mình không có, bởi vì trong cấp pháp hữu vi đó, nó vận hành theo nghiệp lực. Ví dụ mà chúng ta học nhiều pháp, chúng ta học đó, pháp chân đế vô vi, rồi còn lại là chân đế hữu vi, đó là sự thật. Cái chân đế hữu vi đó là sự thật, mà sự thật của bất thiện pháp á, mình cũng học. Sự thật của thiện pháp dục giới mình cũng học. Sự thật của
sắc giới, vô sắc giới, sự thật của siêu thế mình cũng phải học. Và mình thấy rằng cái siêu thế nó thấy được niết bàn. Như vậy thì mình làm sao để mình tạo nhân? Thì rõ ràng mình phải làm bằng tâm thiện dục giới, mình tạo 10 cái thiện sự công đức, hay là mình gọi là cái tâm thiện dục giới làm 10 pháp ba la mật. Từ bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, hoặc là trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, kham nhẫn ba la mật, chân thật từ tâm, là chí nguyện hành xả ba la mật. Thì như vậy mình phải dùng cái tâm thiện hợp trí đó, mình tạo 10 cái ba la mật đó. Nên cái tâm thiện nó mới làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm sơ đạo sanh lên, sơ quả sanh lên. Còn nếu mà mình không hiểu thì mình không hiểu rằng do cái tâm thiện này nó sẽ vượt được vô thường khổ vô ngã. Thì rõ ràng mình đã hiểu vô thường khổ vô ngã bằng cái cách hiểu, mình hiểu mà không có thể nào vượt ra được. Còn một cái người hiểu mà vượt qua được đó thì họ phải dùng cái tâm thiện hợp trí đó, họ làm 10 cái pháp ba la mật, hay là họ tạo 10 cái việc thiện trong cái tâm thiện đó, thì họ sẽ làm cái chủng tử để sau này họ tái sanh làm người tam nhân. Họ sẽ có sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo tu quả sanh lên, nếu mà họ đưa tâm đến quán sẽ. Nên đó, có nhiều lúc chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, Đức Phật này nói rằng nếu mà cái người tu đúng á, cái người tu đúng rồi không muốn giác ngộ cũng giác ngộ. Tại vì cái người tu đúng giống như lấy gạo bỏ vô nấu rồi sẽ thành cơm thôi. Cái người mà lấy gạo vô bỏ vô nấu rồi bây giờ không có cầu nguyện, chỉ không cần cầu nguyện, không cần cầu nguyện gì hết á, không có ước vọng gì hết, nhưng mà cũng vẫn thành cơm. Tại vì cái người đó nấu đun lửa vô rồi nấu đúng cách nó thành thành cơm thôi. Cũng như vậy, nếu mà quý vị nghĩ rằng cái gì quan trọng đối với sự xây phần này, thật sự đó, cái thiện tâm mà chúng tôi nói đó, nó rất là quan trọng quý vị. Nếu quý vị mà tạo những cái thiện nghiệp, nếu quý vị mà tạo những thiện nghiệp đi, thí dụ giờ chúng ta làm người thí chủ, chúng ta dân y ca đi ná, thì chúng ta có cái duyên để mai mốt mà chúng ta xuất gia thành ê hế thí khú. Và chúng ta cũng có cái duyên để Đức Phật ngày bủa cái lưới đại bi, để ngày tìm chúng sanh có duyên đó, thì ngày thấy chúng ta đã muốn giác ngộ giải thoát, chúng ta đã tạo những cái sự bố thí, cũng có cái hình bóng của tăng bảo, nên đó, Đức Phật ngày đi đến ngày độ chúng ta. Chư Thánh nó nhập thiền diệt sẽ xuất thiền diệt ra, thì khỏe quán đưa tâm quán chúng ta. Tuy rằng hiện tại chúng ta có thể giống như cái người bỏng sẻn mà ngày một kiện liên ngày phải độ vậy đó. Ông bỏng sẻn mà đến nỗi mà ông thèm bánh của gì, ông lên tới lầu 7 á. Ông lên tới lầu 7, hai vợ chồng lên tới lầu 7 làm bánh, rồi gặp ngày một kiện liên á, ngày đi kinh hành đến hư không mà ổng muốn cúng dường bánh, lấy bóng tay ngắt chút xíu bánh, chút xíu bột bỏ vô để chiên thôi, nhưng mà nó nở bự ra. Nó nở bự ra, cuối cùng ổng muốn lấy một cái dính liền hết như vậy. Cuối cùng ổng đem hết cái đổ bánh cúng dường, nhưng mà ngày một liên là muốn độ ổng. Như vậy chúng ta thấy rằng á, theo con nghĩ là một cái người mà có cái chủng tử, mình gọi là họ tạo được cái thiện duyên đối với các bậc thánh, mà họ có cái nguyện lực để họ giác ngộ đó, thì đến đời đó họ nhiều cái họ sanh để làm người, họ keo kiệt đến mức độ mình không tưởng tượng nổi. Cái câu chuyện mà hai vợ chồng mà keo kiệt mà làm bánh, ông thèm bánh, đàn ông mà ông phải lên trên tới lầu 7, ông ngắt bột ra để ông chia một mình ông ăn thôi, mà ngày liên cũng vẫn độ được. Thì rõ ràng nếu ngày độ được, ông là người hữu phần. Tuy là hiện tại ông sanh ra, ông gặp cái hoàn cảnh, hoặc là gặp cha mẹ, gặp bà con, gặp cái thời kỳ, ông keo kiệt như vậy, nhưng mà thật sự đó, ngài cũng vẫn độ được ông, tại vì ông tục sinh làm người tam nhân quý vị. Cái nhân mà để giác ngộ giải thoát ông có, nên ông nhất định là ông sẽ là người giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà cái thời gian xây dần như vậy, mình không có củng cố được cái gì đó, chúng tôi gọi là không củng cố đó, thì mình cứ thôi kệ bà nó sống nay chết mai, cứ vậy thôi, kệ nó sống bữa nay chết bữa mai cũng đâu có biết gì đâu. Nhưng mà thật sự người đó họ sống trong thời gian xây dần, nhưng mà không có tận dụng được sự xây dần đó, tạo sự kiên cố. Tại vì thường thường quý vị thấy rằng nếu mình tạo được cái pháp chân đế là sự thật, cái tâm thiện dục giới hợp trí nó ra cái tâm quả để tái sanh, cái đó là sự thật, đó là sự thật không thể nào mất được. Nếu mà mình tạo, bởi vì cái người tin nhân quả, tin Phật pháp tăng là phải tin nhân quả. Vì Đức Phật á, ngày thuyết pháp bất thiện và pháp thiện, pháp bất thiện và pháp thiện là trổ quả, thiện bất thiện rõ ràng. Đức Phật ngày đâu có nói sai đâu. Như vậy mình tin pháp của Đức Phật á, mà mình thọ trì pháp á, mà con nghĩ rằng một cái người thọ trì pháp mà vượt ra được xây phần đó, họ tạo cái gì để vượt ra được xây phần? Chính là tâm thiện dục giới hợp trí, họ tạo được 10 cái pháp ba la mật. Hay là họ hộ trì tăng bảo với cái nguyện lực là con làm duyên để giác ngộ giải thoát,
thì họ cái lúc mà họ tái sanh đó, thì chính cái nhân thiện nó cho ra cái quả thiện nó đi tái sanh làm người tam nhân. Dù kiếp đó họ sanh ra họ có thể làm người bỏng sẻn, làm gãi lầu sanh, làm kẻ cướp đi, nhưng mà họ cũng sẽ được độ thôi. Tại vì họ có cái chủng tử, có cái chủng tử trong sự xây dựng đó, họ tạo cái chủng tử mà chúng tôi là chủng tử kiên cố đó. Cái chủng tử kiên cố đó là cái mầm mống của sự giác ngộ. Như vậy thì con nghĩ rằng hồi nãy giờ con cũng ngồi con suy nghĩ rất là nhiều vấn đề này, nhưng có không sự ra thời gian xây dựng nhưng mình không bất lực. Mình tại sao mình bất lực? Bất lực thì mình không có tìm được lối ra, mình không tìm được trong pháp của Đức Phật bằng lối ra. Còn nếu mình tìm được trong pháp của Đức Phật bằng lối ra đó, thì con nghĩ rằng á, mình nên tạo những cái thiện nghiệp công đức. Vì mình biết rằng á, cái thiện nghiệp công đức á, cái động lực thứ nhất nó cho ra hiện báo nghiệp, động lực thứ bảy nó cho sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa nó vẫn cho ra hậu báo nghiệp nhiều kiếp về sau này, từ kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp. Đức Phật ngày khẳng định như vậy á, thì rõ ràng á, trong cái sự tạo tác phước báo công đức đó, mình hộ trì tăng bảo đó, mình hộ trì tam bảo đó, thì rõ ràng á, mình muốn mong mỏi sự giác ngộ giải thoát, thì con nghĩ rằng cái người đó sẽ có chủng tử. Trong cái sự vô thường đó, người đó sẽ tạo được chủng tử để vượt khỏi vô thường. Trong cái sự khổ, người đó tạo được chủng tử để được dứt sự khổ. Trong cái chủng tử vô ngã đó, thì họ đã tạo được một cái chủng tử để vượt được cái vô ngã đó. Tại vì thật sự cái vô ngã Đức Phật này nói rằng mình không làm thiện, mình muốn quả thiện thì không có. Tại vì cái pháp thiện nó cho ra quả thiện, cái pháp bất thiện nó cho ra quả bất thiện. Nếu mình làm bất thiện, mình muốn thiện thì không bao giờ có đâu. Mình phải làm thiện thì nó cái vô ngã là không có dưới quyền của ai hết. Mà hễ cái tâm thiện thì nó cho ra tâm quả thôi. Nên thường chúng ta học trong nhiều pháp đó, chúng ta thấy tâm thiện dục giới thì nó có cái tâm quả dục giới. Tâm thiện dục giới thì có tâm quả dục giới, để cái tâm quả làm việc tái tục hậu kiếp và tử. Cái tâm quả nó có ba việc làm là tái tục hậu kiếp và tử, là như vậy. Như vậy tâm thiện là cái tâm tạo nhân, cái tâm quả là cái tâm mà để tái sanh hậu kiếp và tử một kiếp sống. Mà mình tục sinh làm người tam nhân đó, thì cái nhân tục sinh đó là cái nhân rất là quan trọng. Để cho mình chứng ngộ được niết bàn, mình gọi là cái tuệ, cái nhân hợp trí nó có cái tuệ gọi là cái chủng tử tuệ đó. Cái chủng tử tuệ này là cái điều kiện để mình giác ngộ, mình tục sinh làm người tam nhân. Thì theo con nghĩ rằng á, nếu mình nghĩ rằng cái thời gian nó vô thường, rồi cái vũ trụ bần xây, con người mình sanh già đau chết, mình không có chọn tạo được cái chủng tử để vượt khỏi đó, thì con nghĩ rằng người này phải cần suy nghĩ lại. Vì mình nghĩ rằng á, cũng giống như bây giờ nếu mà con á, mà cúng dường cho sư trưởng đi, con phát tâm con cúng dường cho sư trưởng, con nguyện nếu mà sư trưởng thành thánh, sư trưởng sẽ đi độ con. Thì con nghĩ rằng chắc chắn là ngốt mà sư trưởng thành thánh nhân thì sư trưởng sẽ nhớ được cái lời con nói, thì sư trưởng sẽ đi độ con thôi. Lúc đó cũng có thể keo kiệt, lúc đó cũng có thể đi làm kẻ cướp, lúc đó cũng có thể làm người giang hồ, nhưng mà sư trưởng cũng có cách để độ con. Con tin như vậy nên con thật sự đó thì con gặp sư trưởng đó là một cái con lại con gặp được sư trưởng là con mừng. Có nhiều lúc sư trưởng ngồi nói con suy nghĩ rất là nhiều vấn đề mà mình tạo được cái nhân. Vì mình thấy rằng cái quả mà cái năm cái động lực giữa nó cho ra cái hậu công nghiệp là nhiều kiếp về sau. Nếu mà trong kiếp này mình không có tận dụng được thì làm sao nhiều kiếp về sau mà mình có thể hưởng được cái phước từ cái thiện sự công đức mình đã làm. Nên con nghĩ rất là nhiều vấn đề này. Thì bữa hôm nay thì sẵn câu hỏi cái sự xây phần trong cái sự tạo hóa này, sự xây phần trong thời gian này, mình đừng nghĩ là mình bất lực. Con nghĩ rằng mình cần phải suy nghĩ cho chín chắn, chứ không phải là bất lực. Tại vì mình còn cái gì theo cái sự thật. Cái chân đế ba ngành dù là chân đế hữu vi, nhưng mà nó có chân đế hữu vi cũng như là tâm siêu thế, nó cũng là chân đế hữu vi nhưng mà nó biết bàn. Nó biết được niết bàn. Tâm siêu thế cũng là chân đế hữu vi nhưng mà nó biết được niết bàn. Nó biết được pháp bất tử. Thì con nghĩ rằng đây là cái điều mà Đức Phật ngài nói, mình học nhiều pháp hiểu được điều này thì cảm thấy mình rất là vui khi mình học pháp mình hiểu được. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic cho Thượng Tọa. Xin chào Thượng Tọa Pháp.
Đồng. Với sự chia sẻ vừa rồi, thưa quý Phật tử, thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thay lời của chư Tăng để làm một việc nó hơi ngoại lệ, khác với mỗi khi chúng ta làm, đó là nhân hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, và ngày mai này chúng ta sẽ có buổi học, buổi sinh hoạt của năm 2022. Chúng tôi sẽ dành thời giờ còn lại để kể chuyện cổ tích. Nhiều khi mình ngồi kể chuyện cổ tích nghe cũng rất là thú vị. Và những câu chuyện cổ tích mà chúng tôi sắp kể sau thì đều liên quan đến cái gọi là ý niệm về thời gian. Thưa quý vị, có lẽ là vị nào đọc ở trong kinh Trường Bộ thì chúng ta được đọc bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương. Ở trong đó có hình ảnh của một vị vua, vua Chuyển Luân Vương, một vị vua Chuyển Luân. Vị này đã dặn người thợ khất thóc, khi nào mà lúc mà cắt tóc đó, mà thấy có sợi tóc bạc thì nhớ báo cho nhà vua hay. Rồi đến một ngày, người thợ cắt tóc để sợi tóc bạc tìm thấy trên mái tóc của nhà vua, để trên tay của mình, và tâu với vua Chuyển Luân rằng: tâu hoàng thượng, hạ thần đã tìm thấy một sợi tóc bạc ở trên đầu của ngài. Nhà vua nhìn thấy sợi tóc bạc đó thì nhà vua đã làm một quyết định mà vốn lập tâm từ lâu, đó là truyền ngôi lại cho con và tự mình vào trong rừng trở thành một đạo sĩ. Và vị vua đó không phải chỉ đi xuất gia mà còn khởi đầu một truyền thống. Truyền thống nó kéo dài ở trong nhiều thế hệ, từ vị tiên đế cho đến những vị vua kế tiếp. Hễ mỗi khi thấy trên đầu có sợi tóc bạc thì vị này lại theo cái truyền thống của cha ông đã đi trước để lại, đó là truyền ngôi và đi vào trong rừng ẩn nhật chăm sóc đời sống tinh thần. Thì thưa quý vị, câu chuyện đó thật ra chúng ta được biết rằng vị Chuyển Luân, vị vua Chuyển Luân mà khởi sự cái truyền thống thấy tóc bạc đi xuất gia đó, là chính là tiền thân của bậc đạo sư của chúng ta. Và sợi tóc bạc nó đánh dấu cái thời kỳ lão hóa, nhưng mà đối với người khác đó thì đó là một điểm buồn. Ngày nay nếu chúng ta biết rằng có nhiều người thấy tóc bạc thì vội vã tìm cách nhuộm tóc đi, hay là nhổ sợi tóc bạc đi. Nhưng mà với vua Chuyển Luân thì sợi tóc bạc đó lại là một cái dấu hiệu, một sự thôi thúc để lên được. Và như vậy, thời gian đã không đánh gục được cái tinh thần của vị Bồ Tát, mà trái lại thời gian còn nhắc cho ngài làm một việc rất là quan trọng, là không phải chỉ có chăn dân trị nước, mà ở một lúc nào đó con người phải đặc biệt chú trọng về cái đời sống nội tại của mình. Và theo Trung Kinh nói rằng Đức Bồ Tát đã tu tập chứng thiền và tao sanh được cõi Phạm Thiên. Điều này cũng nhắc cho chúng ta thấy một điểm là không phải cái hiện tượng vô thường nào nó cũng là hiện tượng não lọc, mà trái lại có nhiều người, nhất là đối với chư vị Bồ Tát, thì cái hiện tượng vô thường lại làm là một thứ nhiên liệu thắp sáng tuệ giác. Chúng ta cũng nghe trong đời hiện tại, thưa quý vị, Đức Thế Tôn của chúng ta khi sinh ra làm người cũng giống như tất cả các vị chánh đẳng chánh giác khác,
trong cái kiếp chót đó, đó là một kiếp mà kết tinh tất cả những cái phúc phần từ vô lượng kiếp này tu tập. Do đó chư vị đại Bồ Tát khi ra đời, dù đó là Đức Thế Tôn Đi Băng Cá Rác, tức là Đức Phật Nhiên Đăng, hay là Đức Thế Tôn Quý Bác Si, Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi, hay là trong tương lai Đức Mết Trê Giá, hay là hiện tại là Đức Phật của chúng ta, thì các ngài đều sinh ra sống nhung lụa. Và điều khác biệt giữa các ngài đó đối với chúng ta là một khi nhìn thấy những dấu hiệu của thực tại thì các ngài lập tức chuyển hướng sang một đời sống khác, và kết quả đó là thành đạo vô thượng, và sau đó là phần quả độ sinh. Không riêng Đức Phật của chúng ta mà tất cả chư Phật toàn giác đều trải qua trường hợp tương tự như vậy. Thì thưa quý vị, sự việc rất là đơn giản là khi mà còn là một vị vương gia, mặc dù chúng ta thường gọi là thái tử, nhưng thật ra ngài đã làm vua rồi, và là vua chỉ trên danh vị nhưng mà không có thật sự chấp chính. Vua tình phạm mình chấp chính và ngài làm vua rồi. Thì có một lần thôi, ngài đi dạo bốn cửa thành, và khi mà ngài ra bên ngoài, ngài mục kích thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết và cảnh người xuất gia. Tất cả những hiện tượng đó đối với chúng ta thường là lạ lẫm hoặc là kỳ cục. Tại sao con người không thể sống mà không có những cái đau khổ, có những bất hạnh? Nhưng mà riêng đối với chính ngài thì tất cả những dấu ấn của già, của bệnh, của chết, nó đều là những cái hiện tướng của thời gian hết. Tại sao gọi là hiện tướng của thời gian? Ngay lập tức khi ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, thì ngài đã hiểu được rằng điều đó đó nó không phải xảy ra riêng đối với một người già mà ngài thấy, người bệnh mà ngài thấy, người chết mà ngài thấy, mà đó là một cái hệ lụy của cả kiếp nhân sinh. Đó là cái biểu hiện của thời gian. Chúng ta có thể không sống mãi, trẻ hoài mà không già, khỏe hoài mà không bệnh, sống hoài mà không chết. Tất cả chúng ta đều như vậy. Mà cái dấu ấn của thời gian đã quá rõ ràng, đã thôi thúc ngài từ bỏ tất cả, thậm chí đứa con trai vừa mới chào đời ngày hôm đó, để lên đường tìm con đường giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thưa quý vị, chúng ta lại được đọc rất nhiều câu chuyện thú vị về thời gian đối với những đệ tử Phật sau này. Thí dụ như là quý Phật tử đã nghe câu chuyện em út của ngài Sa Lợi Phất là ngài Chun Đát. Thưa quý vị, ngài Chun Đát có 5 anh em trai và 4 người đi xuất gia. Và riêng về người em út là Chun Đát thì cũng thừa hưởng cái dòng dõi của trong gia đình khôi ngô tuấn tú. Và trong thời kỳ thanh niên thì mẹ của ngài Sa Lợi Phất là một người rất là bảo thủ, không đức tin ở Tam Bảo, và rất là buồn phiền khi những đứa con của ngài, của bà đi xuất gia, ở trong đó kể cả người con cả là ngài Sa Lợi Phất. Và do vậy khi mà người con út mới lớn lên là Chun Đát, đến tuổi thành nhân ở bên Ấn Độ, người ta cũng như là cái văn hóa khác, là khi con mà thành nhân ở cái tuổi 16 thì người ta lại sắp xếp hôn nhân, làm sao cho người con bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống có hưởng thụ hạnh phúc của tình ái, hưởng thụ hạnh phúc của gia đình, sống có trách nhiệm của một người gia chủ, một người trưởng thành. Thì thưa quý vị, trong lúc bà mẹ ngày Sa Lợi Phất thì bỏ ra tất cả công sức để đứa con út của mình là Chun Đát trở thành một người đàn ông, đúng nghĩa là một người đàn ông có cái vị thế vững vàng và gọi là thành nhân ở trong xã hội.
thì ngài Sách Lợi Phất, ngài Sariputta thì ngài đã nói một câu với Chư Tăng, mà câu nói này là cái lời dự báo của ngài, và đồng thời như là một lời dặn trước. Ngài nói với Chư Tăng là nếu em của ngài là Chun Đá mà có đến xin xuất gia thì hãy cho người đó xuất gia, bởi vì theo luật của Đức Phật là những người thanh niên trẻ xuất gia đó cần có cái sự chấp thuận của cha, của mẹ, của người giám hộ. Thì ngài Xá Lợi Phất trong cương vị của một vị huynh trưởng đó, thì ngài có cái quyền cho phép đó. Và dĩ nhiên nếu em út của ngài là ngài Chun Đá mà phải về nhà xin phép mẹ đó thì chắc chắn mẹ không cho. Thì thưa quý vị, ngài Xá Lợi Phất ngài đã dặn trước, lời dặn đó chính Chun Đá cũng không biết và mẹ cũng không biết. Mà mẹ thì dùng tất cả những nỗ lực để đứa con trai út của mình, đứa con trai duy nhất còn sót lại sau khi bốn đứa con kia đi tu rồi đó, thì bà tin rằng bà cũng đã làm tất cả mọi việc nên Chun Đá sẽ có gia đình, sẽ sống cuộc sống bình thường của một cư sĩ như là bà mong ước. Thế rồi trong câu chuyện chúng ta được nghe, được kể, được ghi lại trong kinh đó, là trong ngày hôn lễ người ta theo cái phong tục đó, là tìm một vị niên lão mà sống rất thọ và có đời sống rất viên mãn theo ý nghĩa thế gian. Viên mãn theo thế gian là sống lâu, mà chẳng những vậy mà còn có đủ vợ đủ chồng, chẳng những vậy mà con cái đã thành nhân trưởng thành. Và người ta đã tìm được một nhân tuyển, đó là bà ngoại của Chun Đá, tức là bà ngoại ngài Xá Lợi Phất. Bà có gia đình và cả hai vợ chồng đều sống lâu, con cái cũng đã có sự nghiệp nên người. Nói tóm lại là một cuộc sống tuổi già rất là viên mãn. Và để nhờ bà cụ, bà ngoại của ngài Xá Lợi Phất làm một việc là đến để chúc phúc cho Tân Lang và Tân Nương, người ta sẽ xem đó là một điều rất là cát tường. Thì thưa quý vị, hôn lễ được diễn ra một cách rất là chu đắc. Rồi đến lúc nghi lễ bắt đầu, mỗi người tuần tự bước lên để rót nước vào hai cái ngón tay được cột chỉ lại của Tân Lang và Tân Nương như một lời chúc lành. Và trong đó dĩ nhiên người đến đông đó là bà ngoại của ngài Xá Lợi Phất. Bà mặc một chiếc áo rất đẹp, bước lên trên cầm bình và nói một vài lời rất là thương yêu với đứa cháu ngoại của mình. Thứ vì Chun Đá lúc đó là một thanh niên trẻ mới lớn, và khi nhận biết rằng mình sẽ có một hôn lễ và đã được giáp mặt với cô dâu tức là Tân Nương thì cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì Tân Nương quả thật là một thiếu nữ kiều diễm đẹp vô cùng. Ở trong hôn lễ tuy là mệt mỏi với nhiều việc, bận rộn với nhiều việc, nhưng mà trong lòng Chun Đá vẫn luôn hân hoan vì nghĩ đến là mình sẽ sống với một người vợ mà vừa hài lòng về mọi mặt như vậy. Và thưa quý vị, trong lúc hôn lễ xảy ra, Chun Đá vẫn thường nghĩ đến người vợ đang đứng kế bên cạnh mình. Thì bất chợt bà ngoại hiện ra, bà ngoại cầm một cái bình nước và rót lên tay của Tân Lang và Tân Nương với lời chúc lành là hai con sẽ sống thật lâu, cùng nhau đi hết cuộc đời này cho đến tuổi già, giống như người Việt Nam chúng ta chúc mừng là cầu cho sống đến răng long tóc bạc. Chun Đá ngước lên nhìn thấy bà ngoại. Thưa quý vị, cái tính giác hay là cái trí giác bất chợt hiện về, bởi vì Chun Đá đã từng biết bà ngoại, và đồng thời Chun Đá cũng đang đem hết tâm tư nghĩ đến người vợ sắp vợ đang tổ chức hôn lễ.
Chúng ta nhớ rằng hồi quá bà ngoại tuy đã lớn tuổi rồi nhưng mà là một nữ lưu có nhan sắc, và theo dòng thời gian bây giờ thì khi mà Chúng đã thành người, thành nhân, thành người trưởng thành thì bà ngoại đã già rồi, da đã nhăn, tóc đã bạc trắng, và dĩ nhiên cái sự lão hóa nó hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với tất cả chúng ta, thưa quý vị, việc đó bình thường. Chúng ta đã bao nhiêu lần gặp những người lớn tuổi, bao nhiêu lần nhìn thấy những cái dãy nằm trong quan tài, nhưng mà không xúc động giống như Chúng đã. Chúng ta xúc động mãnh liệt lắm, bởi vì Chúng đã đang cảm nhận rằng người đứng bên cạnh mình là người vợ mới cưới hay là đang cưới được, và kia là bà ngoại. Thật ra họ có một điểm xuất phát giống nhau, là có một thân xuân thật đẹp, đều là những kiều nữ với nhan sắc mỹ miều. Nhưng mà rõ ràng là do cái thời gian chênh lệch, người vợ của mình thì đẹp, trong khi bà ngoại thì đã già rồi. Và chắc chắn một điều Chúng đã cũng nhận biết rằng vợ của mình rồi cũng sẽ lão hóa, nếu sống lâu thì cũng già nuôi như bà ngoại. Và ôi, vạn vật vô thường. Thưa quý vị, cái nhận thức về thời gian đó nó lại làm cho Chúng đã chấn động tâm hồn. Và có lẽ đối với người khác thì không có gì, nhưng mà hai cảnh tượng, một bên là bị hôn thê kiều diễm và một bên là bà ngoại già nua, đó đã là một bức tranh tương phản mà Chúng đã ngay sau đó không lâu đã tìm cái cớ đi vệ sinh. Và trong lúc đi vệ sinh thì lại lẳng lặng ra đi và tìm đến một ngôi tịnh xá. Và Chúng đã nói với những vị tỳ kheo trong đó rằng: xin các ngài cho con xuất gia, con muốn sống đời sống tu hành. Mà các vị tỳ kheo nói rằng: bạn còn trẻ thì hãy về mời cha mẹ đến đây, cha mẹ cho phép thì chúng tôi sẽ cho xuất gia. Thì Chúng đã nói rằng: con là em trai của ngài Xá Lợi Phất. Và chư tỳ kheo nghe xong thì chư tỳ kheo đã nói rằng: tôn giả Xá Lợi Phất có lời dặn như vậy nên cho Chúng đã xuất gia. Và thưa quý vị, câu chuyện của đời sống tôn giả Chúng đã là một câu chuyện thú vị, nhưng mà chúng ta không có kể ngày hôm nay. Điều mà chúng ta kể đó là một tân lang, một chú rể còn rất trẻ, rất khỏe và đời sống đầy hứa hẹn, ở trong một hôn lễ tổ chức trọng thể vô cùng, đứng bên cạnh người vợ rất đẹp. Nhưng mà rồi bà xuất hiện, và cái dấu ấn của thời gian lại in rõ trên khuôn mặt của bà ngoại, đã khiến cho Chúng đã thật ra rơi vào trong một cái tâm cảm giống như là Đức Phật của chúng ta khi đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, giống như là ngài Giác Xá nhìn thấy những vũ nữ nằm ngổn ngang bất tỉnh sau một buổi trình diễn rất là đẹp đẽ, rất là bắt mắt. Thì có thể nói rằng các bậc trí trong cuộc đời có thể nhìn thấy thời gian trong một cái góc nhìn rất khác. Mà chúng ta khoan nói đến một câu chuyện thường tình, chúng ta nói một câu chuyện của hai vị thánh. Một vị là đạo sư là Vô Thượng Chánh Đẳng Danh Giác, một vị là vị thánh hữu học Tu Đà Quần, tức là Tôn giả Ananda. Chúng ta đọc câu chuyện này, thưa quý vị, ở trong kinh Mahaparinibbana Sutta Trường Bộ. Và trong câu chuyện đó thì Tôn giả Ananda có một lần, trong những năm, trong cái năm cuối cùng, nói rõ ra trong những tháng ngày cuối cùng trước khi Đức Thế Tôn vi tịch, Tôn giả đã so bóp tay chân của Đức Phật. Và lúc so bóp tay chân Đức Phật thì Tôn giả nói rằng: thật là một điều con rất là xúc động mãnh liệt bằng Đức Thế Tôn. Thế Tôn là một người có cái tướng khảo quang minh với 32 đại nhân tướng. Nhưng mà bây giờ thì ngài đã già rồi, da đã nhăn rồi, là khô cằn. Thì Đức Phật ngài đã nói với Tôn giả Ananda rằng: Như Lai há đã chẳng
nói tất cả pháp hữu vi là vô thường. Thân của Như Lai bây giờ giống như một chiếc xe đã cũ rồi, nó muốn chạy, muốn sử dụng tiếp tục phải được ràng rịch lại. Đức Phật kể ví dụ cái xe ngài giống một chiếc xe cũ. Quý vị nào mà ở bên Mỹ mà chạy chiếc xe bình thường, có khi tới 100.000 mai, tức là ta nói gọi là hết đời của nó rồi đó, thì thưa quý vị, mình phải chăm chút đủ điều hết, tại vì chiếc xe đã cũ rồi. Người nay như lá vàng khơi, người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa bồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chữa dọn lòng lo tu. Đó là câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy. Dạy chúng ta là ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta may mắn thì sống lâu, và khi sống lâu thì chúng ta cũng phải đối diện với một sự thật, đó là càng sống lâu thì cái sự lão hóa càng rõ rệt. Tóc sẽ bạc, răng sẽ rụng, da sẽ nhăn. Chúng ta tìm đủ mọi cách để chuyển ngược tình thế, có thể làm chậm đi một chút với thực phẩm, với dinh dưỡng, với thuốc men và với cái cách sống nào đó. Nhưng mà quả thật không ai có thể chiến thắng được thần giải thích. Không ai có thể vượt qua cái định luật cái gì có sanh phải có diệt hết. Thật đó cũng là một câu chuyện rất đẹp, thưa quý vị. Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những câu chuyện như vậy, và không phải chỉ là một câu chuyện mà còn có nhiều câu chuyện tương tự được kể về cái cảm nhận, về cái nhận thức của các bậc thiện trí, các bậc thánh trí ở thời xa xưa khi mà đối diện với đất sanh diệt. Bởi vì Đức Phật ngài dạy trong kinh Pháp Cú có câu rằng ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Sự sanh diệt ở đây, thưa quý vị, nó không phải là một cái cảnh tượng não lòng mà người ta nghĩ, mà sanh diệt ở đây là một cái dấu ấn của thời gian. Có thể là chúng ta thoải mái hay không thoải mái, có thể là chúng ta thích hay không thích. Nhưng mà thưa quý vị, thời gian đến và đi, nó cũng bằng một cái sự tự nhiên, dù chúng ta muốn hay không muốn. Cho dù chúng ta là một người sống vô tri như là cái thông đứng giữa trời, hay là một người thưởng thức phim ảnh, khi mà chúng ta xem một cuốn phim rất là nổi tiếng và người Hàn Quốc đã thực hiện, đó là cuốn phim Xuân Đến Rồi Xuân Lại Đi, hay là Xuân Hạ Thu Đông Rồi Xuân Lại Đến chẳng hạn. Chúng ta nghe nhưng mà tất cả đều nói lên một cái định luật là thời gian xoay vần. Đó là xoay vần như thực sự thời gian đi tới, nhưng mà thời tiết do cái quỹ đạo tròn của địa cầu nên chi có xuân hạ thu đông. Chúng ta cảm tưởng nó đang xoay trên một vòng tròn, nhưng mà thật ra nó là một đường thẳng, giống như là một tinh cầu lạc lõng ở giữa thái không này. Nó cứ đi, tiếp tục đi, đi cho đến một ngày nào đó nó va chạm phải một vật thể nào đó, hay là nó tự tan biến đi khi mà nó rơi vào trong một bầu khí quyển. Chúng ta không biết được cuộc sống, nhưng mà thật ra thì thời gian không chừa lại một ai hết. Đức Phật dạy rằng giống như là người lùa trâu, buổi sáng sớm lùa tất cả trâu ra đồng, thì tử thần hay là sự chết lùa tất cả chúng sanh đến chỗ tử vong, và chúng ta không làm ai làm khác được. Cuộc sống thật ngắn ngủi đưa dần đến tử vong, không ai làm khác được. Người hiểu được điều này năng làm các phước đức, vì công đức đã tạo là sứ nguồn hạnh phúc. Nếu có một ý nghĩa nào mà tốt của thời gian, thì như lời Đức Phật dạy là tất cả pháp hữu vi là vô thường, nên tinh tấn. Và trong sự tinh tấn đó, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự, sự an lạc thực sự, sự hiểu biết thực sự, và đặc biệt là sự giải thoát thực sự. Và nếu chúng ta không biết, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục lê lết, như là cô Đức Phật dạy rằng
luân hồi dài với ngu nhân, không thông diệu pháp muôn phần khổ đau. Thì chúng ta mong rằng khi thời gian đi qua, không phải là cái gì làm cho chúng ta bị tiêu cực, bị nhục chí, mà trái lại khiến cho tuệ giác của chúng ta được thắp sáng. Và chúng tôi mong rằng mỗi mỗi người chúng ta hôm nay, khi năm 2021 bước qua, với bao nhiêu là những buồn thương, bao nhiêu là sự vô thường, bao nhiêu là những cảnh, nhất là đại dịch, thì chúng ta đều nhận ra rằng đó là sự kiện hiển nhiên mà Đức Phật dạy. Cuộc sống thì vô thường, có sanh có diệt. Cuộc sống thì rỗng không, bởi vì đó là đúc khác. Cuộc sống không nằm dưới một cái chủ quyền của bất cứ ai, bởi vì nó là vô ngã. Chúng tôi cầu chúc quý vị có một ngày rất là an lạc để chuẩn bị đón năm mới 2022 ngày mai. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta cũng có tiếp theo cái chương trình tụng lễ sinh hoạt đặc biệt. Ngày mai này chúng ta nói về đời sống an tịnh ở trong lời Phật dạy. Kính trường Chư Tôn Đức đã vào trong để chia sẻ những suy tư về Phật Pháp ở trong dịp cuối năm 2021. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sám ra thứ làm thay, xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý hóa đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc, các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành, giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa thư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Tha Giá.